Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 45. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên đang lĩnh ngộ bia đá, năm người họ cũng không trở về mà ngồi xung quanh hộ pháp cho Dương Bách Xuyên, chờ anh tỉnh lại. Không ngờ mọi người vừa mới ngồi xuống, tiểu hòa thượng Liễu Phàm đã nói có người tới. Cậu ta vừa lên tiếng, mấy người chiêm khánh nhân cũng phát hiện có tiếng bước chân ở đằng xa. Khoảng cách hơn 30 mét, hai bên đều là võ cổ giả, thị lực trong đêm tối khác với người thường, có thể nhìn thấy đối phương. Người xưa có câu kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, lúc này hai bên cách nhau hơn 30 mét, nhìn nhau trong trời đêm ở rừng hắc thạch, tựa như nhìn nhau cách một con sông, không ai có hành động. Mọi người đều biết gặp nhau trong tình huống này là vì bia đá thu hút. Trời tối đen như mực, hơn nữa ai cũng sợ chạm vào trận pháp trong rừng hắc thạch, vì vậy hai bên cứ đứng im như thế. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm chắp hai tay trước ngực, mở lời trước, sao nào, có muốn đánh một trận không? Cậu ta nhìn mấy người chiêm khánh nhân và hỏi. Đánh cái rắm, bọn họ không ra tay thì chúng ta lẳng lặng theo dõi diễn biến. Dương Bách Xuyên vẫn đang tính tọa, nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là hộ pháp cho cậu ta, đừng để lão Mạt La phá rối cậu ta. Chiêm khánh nhân nói rất nghiêm túc. Mai Thi Dĩnh vội vàng phụ họa, tôi đồng ý với ý kiến của chiêm sư huynh. Tôi cũng cảm thấy buổi tối không dễ choảng nhau. Trần Trầm Hương luôn hùa theo Mai Thi Dĩnh. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm bất đắc dĩ nói, tiểu tăng thật là bất đắc dĩ. Câu nói của cậu ta khiến mọi người không nhịn được bật cười, cũng biết là tiểu hòa thượng muốn tìm lão Mạt La báo thù. Bên phía lão Mạt La và Đinh Trường Phong cũng giống mấy người chiêm khánh nhân. Tiểu pháp vương đồ đệ của lão Lạt Ma sầm mặt nói với sư phụ Ba Đa, sư phụ, có cần qua đó giết bọn họ không? Trong rừng hắc thạch có hàng nghìn hàng vạn tàn trận, không tiện manh động. Chúng ta cứ quan sát rồi tính sau. Mọi người tiếp tục giữ sức, mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn đưa đạt được. Khi nào đến động hắc liên lấy được món bảo vật kia thì giết đám người Dương Bách Xuyên dễ như trở bàn tay. Tạm thời cứ để cho bọn chúng sống thêm một lúc, lão Mạt La trầm giọng nói. Đinh Trường Phong cất lời, đại sư Brada, hiện tại có thể khẳng định mục đích cuối cùng của đám tiểu bối Dương Bách Xuyên cũng là động hắc liên, chỉ bằng chúng ta theo sau bọn họ làm chim sẻ còn hơn là dấn thân vào nguy hiểm, ông thấy sao? Lão Tăng cũng có ý này, trong vòng một ngày chúng ta đã gặp bọn họ ba lần, đây không phải trùng hợp, vừa khớp với suy đoán của chúng ta. Xem ra mấy tiểu bối Dương Bách Xuyên cũng nhắm tới món bảo vật trong động hắc liên ở khu thứ ba. Anh Đinh nói không sai, chúng ta cứ làm chim sẻ đi. Lão Mạt La Ba Đa híp mắt nói. Vậy thì rút lui, trước khi đến động hắc liên, chúng ta không nên xảy ra xung đột với bọn họ. Nói ra thì lão phu rất bực đấy, đã bao giờ lão phu bị mấy tiểu bối truy đuổi như vậy đâu. Nếu không phải có việc quan trọng thì lão phu sẽ qua đó giết sạch bọn chúng ngay bây giờ. Đinh Trường Phong cực kỳ bực bội. Lão Mạt La vội vàng khuyên can, anh Đinh cứ nhịn trước đã, vũ khí trong tay chúng ta dùng để làm chuyện lớn, không đáng lãng phí trên mấy đứa tiểu bối này. Khi nào chuyện lớn thành công, chúng ta sẽ băm vằm chúng thành trăm mảnh. Còn bây giờ chúng ta rút lui trước, cứ đi theo bọn họ là được. Đinh Trường Phong và lão Mạt La Ba Đa vừa nói chuyện vừa dẫn người rút lui, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Điều này khiến đám chiêm khánh nhân cười ha ha, hai lão già chết tiệt kia là tiên thiên tầng 9 đại viên mãn đấy, lá gan bé tí như thế thì con đường võ đạo cũng dừng tại đây thôi, ha ha. Nói vậy thôi chứ thật ra mấy người họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự đánh nhau thì thực lực của đối phương đủ để đối phó với bọn họ. Ba tầng đầu dễ hiểu, chỉ cần đủ công lực lĩnh ngộ là có thể dần dần tăng tốc độ. Chỉ có tầng 4 là Dương Bách Xuyên biết rất khó luyện thành. Tầng 4 phá giới tức là trong một thế giới, bước một bước có thể đến bất cứ đâu, tốc độ nhanh đến mức có thể xuyên qua thế giới. Đây là ý nghĩa thật sự của tốc độ cao nhất chỉ xích thiên nhai, bước ra một bước chính là chân trời, có thể đi tới chân trời góc bể. Mặc dù thần thông này không phải thần thông công kích, nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hiện tại nó có thể phát huy tác dụng mạnh hơn bất kỳ thần thông hoặc pháp thuật công kích nào. Bởi vì đây là thần thông sử dụng trên mặt đất. Có thể dùng trong chiến đấu, nhất là ám sát ở khoảng cách gần, nếu luyện thành thì đúng là tuyệt chiêu. Có thể tưởng tượng thế này, khi anh giao đấu với kẻ địch, đối phương còn đang chuẩn bị công kích thì anh đã bước tới đâm vào người đối phương.
Thần thông này cũng là pháp bảo giữ mạng có một không hai. Khi không thể địch lại đối thủ thì chạy luôn, hai ba bước đã bỏ lại kẻ địch đằng sau. Chỉ xích thiên nhai là thần thông chân chính, không phải là tốc độ đơn thuần. Trước kia Dương Bách Xuyên cũng có thể đạt được tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng đó chỉ là tốc độ của chính anh. Còn chỉ xích thiên nhai là thần thông chân chính, tốc độ thật sự sánh ngang tia chớp. Tốc độ nhanh nhất trên đất bằng. Bây giờ anh phi hành có thuật ngự phong, đi trên mặt đất có chỉ xích thiên nhai công. Tên họ Dương nào đó muốn ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng tràn đầy tự tin thiên hạ rộng lớn, mình có thể đi bất cứ nơi đâu. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang chìm trong niềm vui sướng, giọng nói chua lè của Chiêm Khánh Nhân vang lên, Dương điên, cậu nhận được cơ may gì thế? Dương Bách Xuyên như sực tỉnh khỏi giấc mộng, thấy năm người Chiêm Khánh Nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Anh không kìm được nở nụ cười, tôi nhận được một loại thần thông tốc độ, mọi người có muốn học không? Sời, ngọc hư bộ của Côn Luân vô địch thiên hạ, ai mà thèm chứ, không nói thì thôi. Trong mắt Chiêm Khánh Nhân, công pháp tốc độ cũng thường thôi, ngọc hư bộ của Côn Luân mới là tuyệt nhất, anh ta cho rằng Dương Bách Xuyên không muốn nói nên tìm bừa lý do. Mấy người khác nghe anh nói là thần thông tốc độ cũng nghĩ như Chiêm Khánh Nhân, tưởng rằng Dương Bách Xuyên cố ý kiếm cớ lấy lệ, vì vậy không hỏi nữa. Dù sao đây cũng là cơ duyên của Dương Bách Xuyên, người ta nói ra mới là lạ, nếu là bọn họ thì bọn họ cũng không nói. Thích, tôi nói thật mà mọi người không tin. Mấy người tự tìm chỗ ngồi xuống tĩnh tọa, không để ý đến anh nữa. Dương Bách Xuyên giờ khóc giờ cười, anh vốn không lừa họ mà. Không tin thì thôi, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ tầng 1 của chỉ xích thiên nhai công mị ảnh cảnh. Dù sao trời chưa sáng, vẫn còn thời gian. Chấm chấm chấm. Một đêm trôi qua, hôm sau Dương Bách Xuyên mở mắt ra, khóe môi nở nụ cười. Anh đã nắm chắc tầng 1 mị ảnh cảnh, mô phỏng trong đầu vô số lần, hiện tại có thể thi triển bất cứ lúc nào. Nhưng anh không muốn khoe khoang trước mặt mấy người Chiêm Khánh Nhân nên không dùng thử. Sau đó 6 người tiếp tục lên đường. Sơn Cốc chỉ mở 7 ngày, bây giờ đã sang ngày thứ 2, bọn họ vẫn còn di chuyển trong khu thứ 2 rừng Hắc Thạch, không biết còn phải đi bao lâu mới tới điểm đích, tức là khu thứ 3 động Hắc Liên. Lần này họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào trên đường, rốt cuộc đến buổi chiều 6 người cũng ra khỏi rừng Hắc Thạch. Sau khi ra ngoài rừng Hắc Thạch, cuối cùng họ cũng tới khu thứ 3 trong truyền thuyết. Giới võ cổ gần như không có ghi chép về bí địa núi Trường Bạch, vì vậy mọi người không biết khu thứ 3 có gì. Lần này trong nhiệm vụ tử tiên lão đầu giao cho không hề nhắc đến ở khu thứ 3 cần phải cẩn thận những gì, có cái gì, mà chỉ vẽ ra một tuyến đường trên bản đồ, mục đích cuối cùng là đến động Hắc Liên lấy bảo vật nào đó. Sau khi 6 người ra khỏi rừng Hắc Thạch, trước tầm mắt là tiên cảnh mịt mờ sương khói. Phong cảnh không đáng sợ như trong tưởng tượng, trái lại còn đẹp tuyệt vời. Cách 7-8 mét có một ngọn núi không cao lắm, ước chừng khoảng hơn 100 mét. Núi chìm trong sương khói mịt mù, như ẩn như hiện, tạo ảo giác như kính viễn thị. Từ nơi tiếp giáp với rừng Hắc Thạch đến chân núi toàn là hoa dại cỏ dại, tựa như tấm thảm thiên nhiên dệt ra. Có một con suối nhỏ uốn lượn xuyên qua biển hoa, thượng nguồn ở trên núi ngoài mấy trăm mét, hạ nguồn chảy vào rừng Hắc Thạch phía sau. Toàn bộ khu thứ 3 rộng 300 mét, ngoài 300 mét hai bên đều bị mây mù dày đặc che phủ, không nhìn rõ đằng sau mây mù có cái gì. Dương Bách Xuyên phát hiện bọn họ chỉ có một lựa chọn là đi về phía trước, đến thẳng ngọn núi cách 800-900 mét. Trong bức thư của Tử Tiên Lão Đầu, vị trí của động Hắc Liên trên bản đồ chính là ngọn núi này. Chắc là do ở trong rừng Hắc Thạch chỉ có một tông màu trong thời gian dài, cho nên mọi người đều vô cùng một ngạt. Bây giờ ra khỏi rừng Hắc Thạch, đột nhiên nhìn thấy núi cao biển hoa non xanh nước biếc, tâm trạng mọi người lập tức tốt lên. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm lẩm bẩm, ai cũng bảo khu thứ 3 đáng sợ nhất, bây giờ xem ra lời đồn không chính xác. Ở đây có gì đáng sợ chứ? Rõ ràng là tiên cảnh mà. Đúng vậy, cũng có thể là do có rất ít người đến khu thứ 3 chăng? Mai Thị Dĩnh lên tiếng. Chưa chắc, tôi nghe tổ tiên nói nơi đáng sợ nhất trong bí địa núi Trường Bạch là khu thứ 3. Nghe đồn các đời trước có rất nhiều cao thủ tiên thiên vào khu thứ 3, nhưng không có ai ra ngoài. Hồ Tiên Nhi tiếp lời.
Côn Luân chúng tôi có ghi chép nói rằng khu thứ ba là nơi chôn xương cao thủ tiên thiên, nhắc nhở hậu bối không được tùy tiện đi vào, mà nói chính xác hơn là chưa đến hư cảnh thì không được tới khu thứ ba. Tuy nhiên, không có nhiều nội dung về tình hình ở khu thứ ba. Chiêm Khánh Nhân nhíu mày nói. Trần Trầm Hương là chủ nhà, lúc này sắc mặt anh ta vô cùng nặng nề, mọi người không được coi thường. Thiên Cương Sơn chúng tôi là chủ khu Đông Bắc, các thế hệ trước có tới 60 vị tiền bối tiên thiên tiến vào khu thứ ba nhưng chỉ có một người đi ra, hơn nữa người này đã điên rồi. Vì thế khu thứ ba tuyệt đối không phải là tiên cảnh gì hết. Dương Bách Xuyên vẫn im lặng nãy giờ. Anh quan sát hoàn cảnh xung quanh theo thói quen, thử dùng linh thức kiểm tra nhưng tiếc là nơi này vẫn không thể sử dụng linh thức. Điều này chứng tỏ khu thứ ba là một nơi rất đặc biệt, tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Sau khi mấy người kia phát biểu xong, Dương Bách Xuyên nghiêm mặt nói, tôi đồng ý với anh Trần, nơi này tuyệt đối không giống vẻ ngoài chúng ta nhìn thấy. Lẽ nào mọi người không phát hiện ra nơi này quá yên tĩnh sao? Yên tĩnh đến độ khiến người ta bức bối, còn bức bối hơn sắc đen của rừng hắc thạch. Hơn nữa nơi này hoa tươi nở rộ, mây mù lượn lờ, nhưng lại chẳng có lấy một con côn trùng. Chuyện này nói lên điều gì? Có lẽ nơi này là ảo cảnh rất cao thâm, hoặc là có tồn tại nào đó rất mạnh. Giới võ cổ đồn thổi về khu thứ ba chỉ có hai chữ, đáng sợ. Tôi tin rằng không có lửa làm sao có khói. Tiếp theo 6 người chúng ta nhất định phải di chuyển cẩn thận, đoàn kết với nhau. Những lúc thế này mà sơ suất thì ăn hành đấy. Dương Bách Xuyên nói xong, Chiêm Khánh Nhân hừ mũi nói thầm, trước thực lực tuyệt đối, có kỳ lạ đến mấy cũng chỉ là cọp giấy. Nói thì nói vậy thôi, chứ anh ta không đi trước mà đợi Dương Bách Xuyên sắp xếp bước tiếp theo. Những người khác cũng không nói thêm điều gì, đều gật đầu tỏ ý đã biết. Được rồi, 6 người chúng ta di chuyển theo trận lục hợp, như vậy thì cho dù có biến cố bất ngờ, mọi người cũng có thời gian đối phó. Dương Bách Xuyên nói xong liền chiếm vị trí đầu trận. Sau đó anh nói tiếp, Mai Thị Dĩnh và Hồ Tiên Nhi đi bên trái tôi, Tiểu Hòa Thượng và Trần Trầm Hương đi ở giữa, Chiêm Yêu Nghiệt đi cuối. Sắp xếp như vậy cũng hợp lý, không có ai phản đối, mỗi người tự chiếm một vị trí tạo thành trận lục hợp rồi mới đi về phía trước. Ưu điểm của trận pháp là 6 người có thể phối hợp hành động, phát huy sức phòng ngự và thực lực mạnh mẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đành chịu thôi, nơi này là khu thứ 3 trong truyền thuyết, thoạt nhìn gió yên sóng lặng nhưng ai biết phía trước có gì đang chờ bọn họ. Mọi người thận trọng đi hơn 10 phút, không có gì xảy ra hết, vì vậy thần kinh căng thẳng dần thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, một trận gió to thổi tới mang theo mây mù dày đặc. Nháy mắt đã bao phủ quanh 6 người. Ầm ầm, cùng lúc đó, từng âm thanh trầm đục chậm rãi vang lên. Mỗi một tiếng vang lên, mặt đất rung chuyển một lần. Mặt Dương Bách Xuyên biến sắc, dừng lại. Phòng thủ. Mặc dù mọi người bị sương mù bao phủ trong nháy mắt, không nhìn rõ phía trước xuất hiện cái gì. Nhưng có thể khiến mặt đất chấn động như vậy tuyệt đối là động vật cỡ lớn. Nhất là âm thanh rầm rầm kia, mỗi tiếng vang lên lại khiến tim đập nhanh hơn. Điều này không hợp lẽ thường. Bọn họ là người có tu vi, thể chất khác với người bình thường, thứ có thể khiến bọn họ cảm thấy tim đập nhanh chắc chắn vô cùng yêu dị. Dương Bách Xuyên lập tức hô dừng, bảo mọi người phòng thủ. Tức thì toàn thân 6 người đều căng cứng. Lúc này gió thổi tới, bọn họ nhìn thấy mục tiêu, ai nấy đều hít sâu một hơi. Một con thú dữ cao hơn 3 mét, dài 6 mét xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Vẻ ngoài giống trâu, nhưng trên đầu mọc một cái bướu, toàn thân phủ vảy màu đỏ. 4 chân cao hơn 1 mét, to bằng bắp đùi người trưởng thành. Đây là cái quỷ gì thế? Chiêm Khánh Nhân lắp bắp hỏi. A-di-đà Phật, quả nhiên ở đây có thứ cổ quái. Sao lại có yêu thú to như thế, khí tức không kém cường giả tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Muốn lấy mạng tiểu tăng sao? Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm nghẹn họng. Mọi người đều biết yêu thú cùng cấp bậc mạnh hơn võ cổ giả cùng cảnh giới, thậm chí hơn xa. Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên Mai Thi Dĩnh, Hồ Tiên Nhi và Trần Trầm Hương nhìn thấy thú dữ hay yêu thú to như vậy, ai nấy đều mặt nhăn mày nhó. Quả nhiên nơi này không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Tiên cảnh gì chứ, ma cảnh thì có. Ai mà ngờ được trong khu thứ ba phong cảnh đẹp tuyệt vời lại có thú dữ như vậy. Con yêu thú này theo mây mù xuất hiện trong gió,
xung quanh đều là mây mù, ai biết còn có bao nhiêu yêu thú tương tự. Lúc này sắc mặt mọi người đều tái mét. Chỉ có Dương Bách Xuyên khác biệt, trong mắt lóe lên tia sáng. Chiêm Khánh Nhân vô tình nhìn thấy, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ nực cười. Anh ta thấy hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời hệt như ăn mày nhìn thấy tiền vàng bảo vật. Dương Điên, cậu sợ đến phát điên đấy à? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cậu nhìn quái thú không hề sợ hãi, mà lại lộ vẻ tham lam thế? Chiêm Khánh Nhân không nhịn được hỏi. Dương Bách Xuyên cười hình hịch, chăm chú nhìn con yêu thú cách bọn họ 15-16 mét, anh nói đúng, con thú bự trước mắt toàn thân đều là bảo vật đấy. Tiểu Hòa Thượng sắp lại gần, cậu biết đây là yêu thú gì hả? Dương Bách Xuyên gật đầu, con yêu thú này tên là Châu Lửa Một Sừng, sức lực cực lớn, tiếng hét vang trời khiến thần hồn run rẩy. Mọi người cẩn thận cái sừng trên đầu nó, nghe nói sừng của nó có thể phóng ra lưỡi đao gió. Sức mạnh của lưỡi đao gió còn kinh khủng hơn sức mạnh toàn thân. Toàn thân da dày thịt béo gần như không có góc chết, rất khó đối phó. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã bị Chiêm Khánh Nhân ngắt lời, gần như không có góc chết. Tức là vẫn có nhược điểm phải không? Đúng vậy, nhược điểm duy nhất của Châu Lửa Một Sừng là đôi mắt của nó, nhưng mắt lại mọc trên đầu, mà đầu của Châu Lửa Một Sừng là bộ phận linh hoạt nhất trên người, vì vậy không dễ đối phó. Nhưng chỉ cần mọi người phối hợp tốt thì vẫn có phần thắng. Dương Bách Xuyên giải thích. Chiêm Khánh Nhân trợn mắt, ý cậu là muốn giết con Châu Lửa Một Sừng này ư? Dương Bách Xuyên cười ha ha, tôi đã nói toàn thân Châu Lửa Một Sừng đều là bảo vật mà. Nếu gặp được sao lại bỏ qua? Nói thật nhé, chỉ cần chúng ta giết con yêu thú này, tôi có thể luyện chế một loại đan dược giúp tu vi của mọi người tiến thêm một bước. Thật sao? Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm không nhịn được hỏi. Thật 100%, Dương Bách Xuyên tràn đầy tự tin. Được, vậy thì chúng ta xử nó. Dù sao cũng không phải yêu thú cảnh giới phá hư, 6 người chúng ta hợp tác vẫn có phần thắng. Chiêm Khánh Nhân cũng động lòng. Thêm tôi nữa, Trần Trầm Hương nghe Dương Bách Xuyên nói vậy cũng vội vàng lên tiếng. Còn có chúng tôi, Hồ Tiên Nhi liếc nhìn Dương Bách Xuyên, cô ta và Mai Thi Dĩnh cũng bày tỏ thái độ. Mấy người đều biết đan dược của Dương Bách Xuyên, anh đã tự tin nói về đan dược như thế ắt không lừa mọi người. Ai cũng hy vọng tu vi tiến thêm một bậc, thật ra hiện tại tu vi của mấy người họ đều là tiên thiên tầng 9 cao cấp, tiến thêm một bậc chính là đại viên mãn, mà cảnh giới đại viên mãn có thể tìm hiểu hư cảnh. Mấy yêu nghiệt này ai mà chẳng muốn lên hư cảnh chứ? Một khi bọn họ thăng cấp lên đại viên mãn sẽ là tồn tại mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Có thể nói là thiên tài yêu nghiệt được giới võ cổ công nhận. Trên thực tế, mỗi người bọn họ đều có thực lực và tuyệt chiêu riêng. Cho nên người kiêu ngạo như Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng mới không sợ Dương Bách Xuyên có cấp bậc tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Bởi vì bọn họ có tự tin. Nếu như bọn họ tiến thêm một bước lên đại viên mãn thì có thể thắng Dương Bách Xuyên. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng mấy người Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng. Sức hút của việc thăng cấp đáng để mạo hiểm. Ở tục giới người ta gọi tâm lý kiểu này là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Con người bị cám dỗ bởi tiền tài, còn võ cổ giả và người tu chân là vì theo đuổi tu vi cảnh giới cao hơn. Được, vậy thì lát nữa Châu Lửa Một Sừng đến đây, mọi người hãy nghe tôi chỉ huy, đừng lóng ngóng trong lúc quan trọng. Cậu tự lo cho chính mình đi, Chiêm Khánh Nhân không quên đấu võ mồm với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đã biết tính Chiêm Khánh Nhân, không thèm để ý. Tất nhiên anh hiểu biết về Châu Lửa Một Sừng không phải vì anh đã gặp trên trái đất. Thật ra trên trái đất không có ghi chép về Châu Lửa Một Sừng. Anh tìm hiểu trong điển tịch tu chân nên mới biết. Trong điển tịch tu chân sư phụ truyền cho có điển tịch về yêu thú, do đó Dương Bách Xuyên vừa nhìn Châu Lửa Một Sừng là nhận ra ngay. Kỳ thực thứ anh coi trọng nhất là chiếc sừng duy nhất. Hoặc nói là cái bướu trên đỉnh đầu Châu Lửa Một Sừng. Tu vi của Châu Lửa Một Sừng đặc biệt ở chỗ yêu lực tinh thuần và mạnh mẽ, sừng của nó là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế đan độ kiếp kim đan kỳ. Chỉ cần giết Châu Lửa Một Sừng và lấy bướu của nó, thì Dương Bách Xuyên đã có hơn phân nửa nguyên liệu luyện chế đan độ kiếp kim đan kỳ. Còn đan dược tăng tu vi mà anh hứa hẹn với đám Chiêm Khánh Nhân cũng không phải nói dối. Chỉ cần dùng máu của Châu Lửa là có thể luyện chế được một loại đan dược nâng cao tu vi, hơn nữa có tác dụng ngang ngửa đan thiên nguyên.
Cho dù không luyện chế được thì Dương Bách Xuyên cũng có đan thiên nguyên, đến lúc đó đưa cho bọn họ một viên là được. Sở dĩ anh nói với bọn họ như vậy là để bọn họ phối hợp giết châu lửa một sừng. Nếu bắt một mình Dương Bách Xuyên đối phó với châu lửa một sừng thì anh cũng bó tay. Đừng thấy anh nói nhẹ nhàng mà nhầm, thật ra trong lòng cũng rất lo lắng. Các loài được ghi chép trong điển tịch yêu thú giới tu chân dù là yêu thú cấp thấp cũng không phải đèn cạn dầu. Một khi chính thức giao đấu, tốc độ của châu lửa một sừng hơi chậm, nhưng khả năng phòng ngự rất mạnh. Mà Dương Bách Xuyên có tự tin bởi vì hiện tại anh có tốc độ của chỉ xích thiên nhai công, đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất mị ảnh cảnh. Vừa hay chiếm ưu thế khi đấu với châu lửa một sừng. Mặt khác, da của châu lửa một sừng là nguyên liệu cao cấp để luyện chế bùa chú và chiến giáp, đây cũng là điểm hấp dẫn Dương Bách Xuyên. Trong lúc anh và mấy người chiêm khánh nhân nói chuyện, châu lửa một sừng đã đến gần bọn họ, chỉ còn cách 4 mét. Dương Bách Xuyên híp mắt lại, đang định lên tiếng chỉ huy thì nhìn thấy mũi của châu lửa một sừng phun ra một làn khói xanh dày đặc. Châu lửa một sừng còn có một thần thông khác là lửa. Anh lập tức hét to, có lửa, mọi người mau tản. Dầm. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong chữ cuối cùng, châu lửa một sừng đã há miệng phun ra một quả cầu lửa ập đến trước mặt bọn họ. Sáu người vẫn đứng theo trận lục hợp, châu lửa một sừng phun ra một quả cầu lửa to bự, ai nấy đều trúng chiêu. Đờ mờ, Trần Trầm Hương mất bay mái tóc, may mà người không sao. Anh ta không nhịn được chửi thề. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng Liễu Phàm lăn ra đất, lông mi cháy rụi. Dương điên, tôi không để yên cho cậu đâu, sao cậu không nói sớm là con súc sinh này có thể phun lửa. Chiêm khánh nhân mắng. Mai thì dính được Dương Bách Xuyên chắn lửa cho nên không sao hết. Nhưng Hồ Tiên Nhi thì quần áo bị cháy thành nhiều lỗ to, để lộ làn da trắng như tuyết. Nếu không phải cô ta dùng chân nguyên bảo vệ toàn thân thì da đã bị đốt cháy. Về phần Dương Bách Xuyên, vốn dĩ lúc cứu hai đồ đệ, tóc anh đã bị đốt cháy khi tu luyện thuật khống lôi trong sấm sét dưới đáy vực sâu, lần này mấy cọng tóc còn lại cũng cháy sạch, biến thành tên chọc đầu. Nghe thấy Chiêm Khánh Nhân mắng, anh lúng túng nói, khụ khụ, tôi quên mất. Chỉ là ngoài ý muốn thôi, ha ha. Ngoài ý muốn này của cậu sẽ chết người đấy biết không hả? Chiêm Khánh Nhân liếc mắt nói. Dương Bách Xuyên thật sự đã quên hai chữ xích diễm của châu lửa một sừng, phun lửa một cái quên sạch sẽ, khiến cho mấy người đều đầy chật vật. Hơn nữa ngọn lửa mà châu lửa một sừng phun ra không phải lửa bình thường mà còn mạnh hơn chân hỏa của Dương Bách Xuyên một bậc. Không kịp đề phòng mà. Lúc này Dương Bách Xuyên không kịp đấu võ mồm với Chiêm Khánh Nhân, bởi vì châu lửa một sừng đã chạy tới trước mặt. Anh vội vàng nói với Chiêm Khánh Nhân, bớt nói nhảm đi bên trái cho anh. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong tiếp tục bảo, tiểu hòa thượng bên phải cho cậu, Trần Trầm Hương vòng ra phía sau châu xích diễm, Mai Thi Dính, Hồ Tiên Nhi trợ giúp. Theo sắp xếp của Dương Bách Xuyên mọi người nhao nhao vào chỗ, chính diện Dương Bách Xuyên để lại cho chính anh. Rú. Châu lửa một sừng phát ra một tiếng gầm rú. Nó há mồm. Lại phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, có điều lần này tất cả mọi người đã có chuẩn bị, dễ dàng tránh được. Chiêm Khánh Nhân nhảy lên một cái, thúc giục gương côn luân, một vệt sáng vàng chiếu vào trên người châu lửa một sừng. Châu lửa một sừng toàn thân chấn động, gào rú một tiếng. Khiến mấy người cảm thấy khiếp sợ là ánh sáng từ gương côn luân của Chiêm Khánh Nhân chiếu vào người châu lửa một sừng lại chỉ khiến nó cả người run rẩy một chút mà thôi. Nên biết lúc trước ánh sáng vàng từ gương côn luân của Chiêm Khánh Nhân đã chiếu bay người đá cao hơn 6 mét trong trận pháp con rối đá. Mà bây giờ chiếu lên người châu lửa một sừng chỉ vẻn vẹn chấn động, cứ như gãi ngứa cho nó một cái vậy. Cảnh tượng này khiến trong lòng mấy người lạnh lẽo, động tác cả đám cực kỳ có tinh thần. Lúc này một cú đạt ma thủ phách của tiểu hòa thượng đánh lên phía bên phải cái cổ của châu lửa một sừng. Am! Một cú mạnh mẽ. Bình thường không có gì bất ngờ, đánh vào người châu lửa một sừng chỉ là lớn tiếng một chút mà thôi. Trong tay Trần Trầm Hương xuất hiện một cây thương dài đen như mực, đâm vào một thương chỉ vẻn vẹn để lại một tia lửa trên người của châu lửa một sừng. Mai Thi Dĩnh thấy vậy gỡ thanh cổ kiếm luôn đeo sau lưng xuống, đúng là thần khí kiếm thanh hồng của Nai Mi. Cô biết nếu không động vào kiếm thanh hồng thì không thể tạo thành bất kỳ tổn hại gì cho châu lửa một sừng, ngược lại sẽ khiến bản thân chịu thiệt.
Lúc này chỉ có Hồ Tiên Nhi đứng một bên, trong tay xuất hiện một cây trường tiêu mà thổi. Trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên, trường tiêu xanh biếc trong tay Hồ Tiên Nhi phát ra từng vòng nước gợn như hoa văn, dập dềnh về phía châu lửa một sừng. Khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là sau khi tiếng tiêu của Hồ Tiên Nhi vang lên, dường như động tác của châu lửa một sừng đã chậm dần. Lúc này cho dù mọi người không biết trường tiêu trong tay Hồ Tiên Nhi là gì cũng thấy tác dụng của nó. Hiển nhiên là khiến châu lửa một sừng bị chậm lại. Cơ hội tốt. Dương Bách Xuyên khen một tiếng, tay phải thúc dục thủ cốt, bàn tay anh lập tức lập lòe ánh sáng trắng, bàn tay nhìn như trong suốt. Trích tinh thủ. Dương Bách Xuyên khẽ quát một tiếng, một kích trích tinh thủ đột nhiên đập vào đầu châu lửa một sừng. Ầm. Một kích dùng hết toàn thân, hung hăng giáng xuống. Rú. Châu lửa một sừng phát ra tiếng gầm rú nặng nề. Bộp, châu lửa một sừng bị một kích trích tinh thủ này của Dương Bách Xuyên đánh vào đầu, đột nhiên nằm rạp dưới đất. Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm ở một bên nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ nhìn về phía tay phải của Dương Bách Xuyên, đột nhiên phát hiện hình như tay phải của anh có chút giống Thạch Anh. Vừa rồi chỉ nghe Dương Bách Xuyên thốt ra ba chữ trích tinh thủ, thật sự khiến bọn họ cảm thấy chấn động. Hiển nhiên trong mắt bọn họ Dương Bách Xuyên đã thi triển một loại thần thông. Chiêm Khánh Nhân nghĩ, gương côn luân trong tay anh ta còn không tạo thành tổn hại gì cho châu lửa một sừng, thậm chí có thể nói là không lay động được. Nhưng một chưởng của Dương Bách Xuyên đã đánh gục châu lửa một sừng, loại chênh lệch này khiến Chiêm Khánh Nhân trong lòng kiêu ngạo vô cùng không phục. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trên trường tiêu của Hồ Tiên Nhi bay ra một hàng phù văn màu xanh lục óng ánh, bay tới giữa mi tâm của châu lửa một sừng. Ngay sau đó chỉ thấy toàn thân nó đều run rẩy, yêu khí mạnh mẽ tỏa ra trên người cũng yếu bớt. Không ai ngờ rằng tiếng tiêu của Hồ Tiên Nhi vậy mà cũng lợi hại như thế. Mà đúng lúc này, Trần Trầm Hương và Mai Thi Dĩnh gần như đồng thời ra tay. Trần Trầm Hương rạch mi tâm của mình một cái, mi tâm của anh ta lập tức xuất hiện một vết máu, ngay sau đó khí chất cả người thay đổi, trường thương đen nhánh trong tay tỏa ra hơi thở sắc bén có tính công kích. Mà kiếm thanh hồng của Mai Thi Dĩnh cũng kiếm ý ngút trời, bụi đất xung quanh cô xoay tròn. Hiển nhiên hai người này cũng bất chấp mà ra tay. Năm đại yêu nghiệt không một ai đơn giản, cũng không một ai muốn tụt lại phía sau. Một thương của Trần Trầm Hương sắp đâm ra, nhưng lúc này anh ta đang ở phía sau châu lửa một sừng, cho dù có rảnh đâm tới thì cũng không phải chí mạng với châu lửa một sừng. Vì vậy Dương Bách Xuyên vội vàng hét lên, anh Trần chém chỗ hiểm ở cổ. Anh nói lại hét với Mai Thi Dĩnh, Mai Thi Dĩnh tấn công con mắt. Lúc này dưới sự hiệp lực của mọi người châu lửa một sừng không thể động đậy cơ thể, Trần Trầm Hương và Mai Thi Dĩnh một thương một kiếm uy lực khổng lồ, đang là thời cơ tốt để công kích chỗ hiểm. Hai người nghe vậy, Trần Trầm Hương tung người lên, một thương đâm về phía chỗ hiểm dưới cổ châu lửa một sừng. Đồng thời kiếm thanh hồng trong tay Mai Thi Dĩnh cũng phát ra tiếng kêu, mục tiêu là mắt của châu lửa một sừng. Phụt, phụt, giống. Trần Trầm Hương và Mai Thi Dĩnh lần lượt thành công. Châu lửa một sừng gào thét ngút trời. Có lẽ là làm bị thương tới điểm yếu của nó, châu lửa một sừng toàn lực bùng nổ. Trong lúc gào thét yêu khí toàn thân nó thoáng cái tăng vọt. Phật châu của Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm lập tức bị cứng rắn chấn văng. Châu lửa một sừng đột nhiên đứng dậy. Có điều Dương Bách Xuyên đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, thủ cốt tay phải của anh sáng rõ, gần như trong suốt. Lao Nguyệt. Khoảnh khắc châu lửa một sừng chấn văng thiên cương châu của Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, một kích Lao Nguyệt thủ của Dương Bách Xuyên cũng chộp về phía đầu của châu lửa một sừng. Ầm ầm. Dương Bách Xuyên thúc giục thủ cốt tay phải, thi triển chiêu thứ hai Lao Nguyệt thủ. Khác với trích tinh thủ là uy lực của Lao Nguyệt thủ tăng lên gấp đôi. Gần như thoáng cái đã rút hơn phân nửa chân khí trong cơ thể anh. Chiêu thức này rất hao tâm tốn sức. Nhưng hiệu quả hoàn toàn rõ rệt, một kích Lao Nguyệt thủ rất vững vàng đánh vào đầu châu lửa một sừng. Giống, giống. Tiếng gào rú nặng nề phát ra từ trong miệng châu lửa một sừng. Ngay sau đó châu lửa một sừng giãy giụa muốn đứng dậy, cuối cùng lại ngã xuống đất. Một kích Lao Nguyệt thủ qua đi. Trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một mảnh đẫm máu, trong lòng bàn tay anh xuất hiện một yêu hạch thuộc về châu lửa một sừng,
anh đã đào từ trong đầu châu lửa một sừng trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên mặt không thay đổi cất vào không gian bình càn khôn. Thiên phú thần thông của Thông Bích Viên Hầu, Trích Linh Lao Nguyệt đều không chỉ có hư danh. Có cảm giác kẻ trộm đi đến đâu cũng ngứa tay. Những thứ quý giá trên cả người châu lửa một sừng đều bị Dương Bách Xuyên lấy mất, khiến tâm trạng của anh vô cùng tốt. Châu lửa một sừng đã hoàn toàn không còn hơi thở. Lần này giết châu lửa một sừng cũng là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa là kết quả 6 người phối hợp với nhau. Lần đầu tiên bày ra sức mạnh hợp tác của đoàn đội. 5 người Chiêm Khánh Nhân thấy châu lửa một sừng đã chết đều quay sang nhìn nhau. Trong mắt của bọn họ, tất cả đều là Dương Bách Xuyên một mình làm dáng, trong lúc nhất thời hiện trường có chút yên tĩnh. Một lát sau, vẫn là tiểu hòa thượng Liễu Phàm phá vỡ im lặng, Ai Di Đà Phật, thí chủ thần thông cái thế, tiểu tăng bội phục. Trong lời nói lần này của tiểu hòa thượng không hề có chút ra vẻ nào, mang theo cảm thán từ tận đáy lòng. Chiêm Khánh Nhân cũng nhìn tay phải dính đầy máu tươi của Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt kỳ lạ. Không nhịn được hỏi có phải cậu đã dung hợp với xương dị thú không? Trong lòng Dương Bách Xuyên kinh ngạc, không ngờ rằng Chiêm Khánh Nhân lại một câu nói toạc ra bí mật tay phải của anh. Có điều anh cũng không giấu giếm, nếu Chiêm Khánh Nhân có thể nói ra thì có thể anh ta đã biết xương của dị thú. Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng vậy. Thảo nào, Chiêm Khánh Nhân nói thầm một tiếng, không hỏi thêm là xương dị thú gì, trên thực tế trên người anh ta cũng như vậy. Mai Thị Dĩnh đi tới bảo, Dương Bách Xuyên rất mạnh. Dương Bách Xuyên được người đẹp khen một tiếng có chút lúng túng, lúc này mũ mạng trên đầu Mai Thị Dĩnh bị lửa đốt ra một cái lỗ lớn, Dương Bách Xuyên xuyên ra cái lỗ đó nhìn thấy dung mạo của Mai Thị Dĩnh, lập tức chấn động trong lòng. Trong lúc ngẩn ngơ, dường như anh nhìn thấy chị Mai đứng trước mắt. Mai Thị Dĩnh luôn đeo mũ mạng che mặt, Dương Bách Xuyên không biết gương mặt cô thế nào. Bây giờ xuyên qua cái lỗ lớn bị đốt mới phát hiện Mai Thị Dĩnh giống hệt chị của cô chị Mai. Hoàn toàn chính xác, thủ đoạn của anh Dương khiến Trần Mỗ bội phục. Đúng lúc này Trần Trầm Hương đi tới lên tiếng cắt ngang hồi tưởng của Dương Bách Xuyên về chị Mai, ánh mắt anh rời khỏi người Mai Thị Dĩnh. Chỉ có Hồ Tiên Nhi cách mấy người vài mét là không tới, bởi vì bây giờ cô ta vô cùng túng túng, quần áo trên người bị đốt ra vài lỗ thủng lớn, có chỗ cháy sạch. Chỉ thấy Chiêm Khánh Nhân đi qua cởi áo khoác trên người đưa cho Hồ Tiên Nhi. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nhủ, chỉ số cảm xúc của Chiêm Yêu Nghiệt cũng cao thật đấy. Đợi sau khi Hồ Tiên Nhi và Chiêm Khánh Nhân đi tới, Dương Bách Xuyên mới cười nói, tất cả mọi người đừng tâng bốc tôi quá, lần này có thể thuận lợi giết chết châu lửa một sừng không thể không có công của tất cả mọi người, không có mọi người phối hợp lẫn nhau, dựa vào một mình tôi là không đấu lại châu lửa một sừng. Dương Bách Xuyên nói xong dừng lại một chút rồi tiếp tục cười bảo, gương côn luân của Chiêm Yêu Nghiệt phát huy chấn nhiếp, thiên cương châu của tiểu hòa thượng chói nhốt, âm luật của Hồ Tiên Nhi khiến châu lửa một sừng tê liệt, một thương một kiếm của anh Trần và Dĩnh Nhi đều đâm vào chỗ hiểm, tôi chỉ thêm vào một đao cuối cùng, vì vậy nếu nói cũng là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người. Mấy người nghe Dương Bách Xuyên nói thế đều nở nụ cười, Dương Bách Xuyên nói vậy liền chứng minh anh thừa nhận thực lực của mọi người, ai cũng có mặt mũi. Dương Bách Xuyên cũng biết đám đệ tử bước ra từ những tông môn lớn này kẻ nào cũng cần thể diện nên lúc bản thân nói chuyện luôn để ý toàn cục. Được rồi, bây giờ châu lửa một sừng độc nhất vô nhị đã chết, chúng ta có thể chờ đan dược của cậu rồi. Chiêm Khánh Nhân không quên dặn dò Dương Bách Xuyên một tiếng. Chuyện này tất nhiên rồi. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong thì đi qua chặt sừng trên đầu châu lửa một sừng, cất vào. Sau đó đối mặt với cơ thể khổng lồ của châu lửa một sừng, anh hơi lúng túng. Con yêu thú này cả người đều là bảo vật không phải giả nhưng hình thể vô cùng khổng lồ, vứt đi thì lại không được. Nhưng cũng không thể khiêng nó đi đúng chứ. Mà cất vào không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên vẫn chưa muốn để mấy người biết bí mật bình càn khôn của mình. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang lúng túng, Chiêm Khánh Nhân mặt mày đắc ý đi tới, có phải đang phát sầu vì thi thể hay không? Đúng vậy, lớn như thế mang về là một vấn đề lớn. Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Hi hi, xem tôi đây. Trong lúc nói chuyện Chiêm Khánh Nhân lấy gương côn luân chiếu vào xác châu lửa một sừng, nói khẽ thu. Dưới ánh mắt trợn trừng của Dương Bách Xuyên, cái xác khổng lồ của châu lửa một sừng lập tức biến mất sau khi được ánh sáng vàng từ gương côn luân trong tay Chiêm Khánh Nhân chiếu rọi.
Tiểu hòa thượng Liễu Phàm miệng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, đã sớm nghe nói gương Côn Luân chính là pháp bảo trấn phái của Côn Luân, ngoại trừ uy lực khổng lồ còn có tác dụng chứa đựng bình càn khôn, lời đồn quả không sai. Tiểu hòa thượng cậu xong chưa, nhà chúng ta có ai không có pháp bảo chứa đựng chứ? Chỉ sợ thiên cương châu trên người cậu cũng có công năng chứa đựng đúng không? Chiêm Khánh Nhân liếc mắt nói. Khụ khụ, tất nhiên rồi. Tiểu hòa thượng cũng nghiêm mặt đắc ý nói. Dương Bách Xuyên xem như đã hiểu, mấy tên yêu nghiệt này đều là loại phú nhị đại, nghe giọng điệu bọn họ nói chuyện hình như trên người ai cũng có pháp khí chứa đựng. Trong lòng anh âm thầm bảo, sớm biết vậy mình đã trực tiếp thu vào bình càn khôn rồi, bây giờ bị chiêm yêu nghiệt thu đi, cũng không biết sau khi trở về có còn hay không. Dương Mỗ có chút lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Có điều hai thứ đáng tiền nhất trên người châu lửa một sừng đã bị anh nắm trong tay, anh cũng không cần. Sau khi mấy người tán gẫu vài câu thì tiếp tục lên đường. Tuy rằng lần đầu 6 người hợp tác đoàn đội thành công nhưng không ai biết ở tiếp theo ở khu vực thứ 3 sẽ còn xuất hiện tồn tại mạnh mẽ gì. Mặc dù cả đám kiêu ngạo nhưng đều là người thông minh, luôn không có ý chủ quan. Ngược lại bởi vì sự xuất hiện của châu lửa một sừng mà trong lòng còn kính sợ khu thứ 3 hơn. Đi trong thế giới dệt từ hoa cỏ, giống như ảo mộng. Thỉnh thoảng sẽ nổi lên một trận gió lớn xen lẫn sương mù dày đặc, nhưng mấy người luôn căng thẳng đầu óc sợ sẽ xuất hiện yêu thú gì. Cũng may sau khi gió lớn nổi lên cũng không xuất hiện yêu thú nào, hiến thần kinh như ngồi cáp treo của 6 người chốc thì căng thẳng chốc thì thả lỏng. Dưới tình huống này, 6 người bọn họ đi chừng một tiếng cũng không đi được bao xa. Ngọn núi có động Hắc Liên trên bản đồ ở xa xa vẫn còn như cũ, vẫn giữa khoảng cách 800-900 mét với bọn họ. Cảnh tượng này khiến trong lòng mấy người nghi hoặc. Chiêm Khánh Nhân không nhịn được hỏi, Dương Điên, có phải là ảo cảnh hay không? Đối với việc này Dương Bách Xuyên cũng không chắc chắn, lắc đầu nói, chưa chắc, tôi không nhìn thấy một chút dấu vết trận pháp nào ở chỗ này, chắc không phải là ảo cảnh, dù sao chúng ta cẩn thận là được. Lại một tiếng trôi qua, bọn họ đã trải qua hơn 10 đợt sương mù, không có yêu thú xuất hiện từ trong sương mù dày đặc. Quỷ dị là ngọn núi trong tầm mắt bọn họ vẫn duy trì khoảng cách 800-900 mét với bọn họ. Thoạt nhìn giống như bọn họ đang đi, ngọn núi phía xa cũng đang di chuyển. Hiện tượng kỳ lạ này thật sự khiến mấy người nghi hoặc. Có điều xung quanh không có bất kỳ sự xuất hiện khác thường gì, cũng không muốn tiếp tục đi tiếp. Sau khi đi thêm một quãng đường nữa, Dương Bách Xuyên dừng lại nói, không được, chúng ta cứ tiếp tục đi như vậy không phải cách, tôi đề nghị chúng ta đổi hướng đi. Nếu không cứ đi như vậy, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không đến được ngọn núi đó, không đến được động Hắc Liên. Cậu là đội trưởng, cậu nói xem đi thế nào. Chiêm Khánh Nhân thốt ra. Mấy người khác cũng gật đầu, kêu Dương Bách Xuyên ra quyết định. Trong lúc vô tình trong lòng bọn họ đã tiếp nhận việc Dương Bách Xuyên trở thành người phụ trách tiểu đội 6 người. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, 5 người bọn họ công nhận mình từ tận đáy lòng, điều này đáng quý. Coi như kế tiếp lại đụng phải nguy hiểm gì thì anh cũng có lòng tin ứng phó. Nếu là đội trưởng thì anh phải chịu trách nhiệm cho nhóm. Chỗ này thật quỷ dị, Dương Bách Xuyên cũng không nhìn ra có phải trận pháp hay không, chỉ có thể xin sư phụ giúp đỡ, lập tức kêu trong lòng, lão già, tình huống ở chỗ này là sao, tại sao bọn con đi lâu như vậy mà mãi vẫn cách ngọn núi kia khoảng 800-900 mét. Nếu vi sư không nhìn nhầm, hẳn hơi này là trận pháp càn khôn nghịch hành không gian. Các con thử đi ngược chiều kim đồng hồ xem. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói vậy thì mở miệng nói với mấy người Chiêm Khánh Nhân, chúng ta đi ngược chiều thử xem. Sau khi anh nói xong thì dẫn đầu xoay người đi về phía sau. Lúc bọn họ đi ngược chiều 9 bước bỗng xảy ra thay đổi bất ngờ, sương mù bắt đầu dày đặc. Vẫn như hoàn cảnh lúc đầu, nhưng mà sau khi 6 người đi lùi lại, xung quanh trống rỗng đột nhiên xuất hiện sương mù, gió to nổi lên. Trời đất cũng vì thế mà tối sầm lại. Mai Thi Dĩnh nói, hình như ngoại trừ sương mù ra, cũng không xuất hiện thay đổi rõ ràng nào, chúng ta vẫn ở nguyên chỗ cũ. Đúng vậy, Dương Điên cậu có phải tính sai rồi không? Trên trời chỉ xuất hiện một đám mây đen, trừ cái đó ra không thay đổi gì nữa. Chiêm Khánh Nhân mở miệng. Chúng ta đi lùi lại một chút nữa rồi nói tiếp, Dương Bách Xuyên nói với mọi người. A-di-đà Phật cũng chỉ có thể như vậy, tiểu hòa thượng gật đầu phụ họa. Dương Bách Xuyên tin tưởng sư phụ sẽ không phán đoán sai,
nếu thật sự là trận pháp đi lùi của không gian bình càn khôn, hiện tại bọn họ chỉ có thể đi lùi mới có thể tiếp cận ngọn núi Động Hắc Liên, nếu cứ tiếp tục đi về phía trước, đi cả đời cũng không đến được sơn ngọn núi Động Hắc Liên. Mà trước mắt bọn họ mới đi có 9 bước. Tiếp tục đi lùi. Lần này đi được mấy phút, Hồ Tiên Nhi đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua kinh ngạc nói, mọi người mau nhìn này đỉnh núi hình như cách chúng ta gần hơn một chút. Mọi người nghe vậy quay lại nhìn quả thật như vậy, vốn ban đầu còn cách ngọn núi khoảng 800-900 mét, bây giờ nhìn lại, hình như rút ngắn khoảng cách, nhìn phía trước chỉ còn cách hơn 100 mét. Đúng vậy thật chiếm Khánh Nhân ngạc nhiên. Xem ra anh Dương nói không sai, từ khi chúng ta đi lùi lại, ngược lại kéo gần khoảng cách với ngọn núi, nơi này đúng là không gian ngược chiều. Mai Thị Dĩnh cảm thán nói. Không đúng, sao tôi luôn có cảm giác tinh thần không thể tập trung, mọi người có cảm giác được không? Hồ Tiên Nhi hỏi. Nghe Hồ Tiên Nhi nói vậy, Dương Bách Xuyên lần đầu tiên thấy cảm tưởng giống nhau, thật ra từ khi bắt đầu đi ngược anh đã có cảm giác này, chỉ là không phát hiện có gì thay đổi nên mới không nói ra. Bây giờ nghe Hồ Tiên Nhi nói vậy, lông mày của anh nhăn lại. Người theo đuổi đường lớn có giác quan thứ 6 nhanh nhạy hơn người bình thường, bẩm sinh đã có thể cảm nhận được nguy cơ, nếu có cảm giác tinh thần không thể tập trung, nói cách khác sẽ xuất hiện nguy cơ, nhưng chỉ là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi cũng có cảm giác này, nhưng ngoại trừ bầu trời chỉ ảm đạm hơn chút cũng không thấy gì nữa, bãi cỏ vẫn là bãi cỏ, bầu trời vẫn là bầu trời. Đương nhiên ngọn núi phía sau chúng ta càng kéo gần khoảng cách hơn. Chiếm Khánh Nhân chẹp chẹp miệng nói. Đúng lúc này một trận gió lớn nổi lên, nhưng mọi người đã quen thuộc, cơn gió này thường sẽ mang theo sương mù dày đặc, ngoại trừ lúc ban đầu xuất hiện một con trâu đầu đỏ một sừng, cuối cùng thì vẫn chưa thấy có bất kỳ dị thường hay yêu thú nào xuất hiện. Dương Bách Xuyên còn đang suy nghĩ nguyên nhân từ đâu khiến tinh thần không thể tập trung. Lúc nghe thấy mấy người Chiếm Khánh Nhân nói về bầu trời, theo bản năng anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một cái. Cái nhìn này lại khiến trong lòng anh bồn chồn. Gió lớn thổi qua, nhưng sương mù không hề ngừng lại. 6 người bọn họ bị sương mù dày đặc bao phủ. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ở phía chân trời cơ bản không phải là mây đen gì, mà là yêu thú chim. Trong chốc lát anh mở to mắt, cuối cùng cũng biết nguyên nhân mình không thể tập trung tinh thần là vì đám yêu thú trên bầu trời. Yêu thú chim. Loại áp lực khiến tinh thần không yên, chính là cảm giác ngột ngạt đến từ đám yêu thú này. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, một đám mây đen lớn, thật ra tất cả đều là yêu thú chim, trước đó vì bay quá cao nên không thể thấy rõ, nhưng hiện tại, khi gió lớn nổi lên mây đen xuất hiện, đám mây đen to lớn này mới bay thấp xuống. Dương Bách Xuyên thấy rõ, là yêu thú chim cao hơn nửa mét, trên đều có 9 cái đầu. Không biết được có cụ thể bao nhiêu con, là 100 con hay 1.000 con. Dù sao bây giờ đã bay về phía 6 người bọn họ. Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt hét lớn, phòng thủ. Tiếng hét của anh Xuyên thấu trời đất. Trong đám yêu thú khó đối phó, thì yêu thú chim là loại khó đối phó nhất. Phản ứng không hề chậm, vẫn như trước dựa theo lời dặn dò của Dương Bách Xuyên nói lúc đi trên đường là trận pháp lục hợp, sau khi nghe Dương Bách Xuyên hô to. Mọi người sử dụng chân nguyên, mở ra phòng thủ. Trong phút chốc một cái lồng phòng thủ ánh sáng xuất hiện xung quanh bọn họ. Đây là sức mạnh do 6 người kết hợp với nhau, bàn về uy lực mạnh mẽ bao nhiêu, phải xem nó có thể ngăn cản được yêu thú tấn công hay không. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm hít sâu một hơi nhìn về phía đám yêu thú chim mạnh mẽ xông tới nơi chân trời, lắp bắp nói, A-di-đà, chim 9 đầu trên trời. Thật ra bọn họ cũng không nhận ra đó là yêu thú nào, nhưng có 9 cái đầu lại là thật, gọi là chim 9 đầu cũng không sai. Chiếm Khánh Nhân trừng mắt nhìn lẩm bẩm, tôi, lần này toi đời rồi. 3 người Trần Trầm Hương, Hồ Tiên Nhi và Mai Thi Dĩnh cũng là biểu cảm khó coi. Trong lòng Dương Bách Xuyên trầm xuống, anh cảm giác được mấy con yêu thú chim 9 đầu này, mặc dù không mạnh như con trâu đầu đỏ một sừng trước đó, nhưng thực lực cũng là cấp tiên thiên tầng 9. Quan trọng là số lượng nhiều đến mức đếm không xuể. Lần này anh đã hiểu được lời đồn khu thứ 3 trong giới võ cổ chân thật cỡ nào. Khó trách không có miêu tả cụ thể về khu thứ 3, xem ra những người đi vào khu thứ 3 đều chết ở nơi này. Đối với yêu thú cấp bậc như trâu đầu đỏ một sừng và chim 9 đầu, có thể có vài người bình yên vô sự,
Lần này bọn họ chỉ mới đụng phải hai loại yêu thú, ai biết khắp khu thứ ba còn có bao nhiêu con tồn tại. Trong lúc sáu người còn đang lo lắng trong lòng, chim chín đầu nơi chân trời cuối cùng cũng lao xuống. Bình bịch bình bịch. Chim chín đầu đếm không xuể đâm vào lồng phòng ngự ánh sáng của sáu người, liên tục phát ra âm thanh trầm thấp vang dội. Ngay sau đó bên tai bọn họ như nghe thấy tiếng quả kêu. Quác quác quác. Tiếng chim chín đầu chui vào tai càng khiến lòng người khó chịu bất an. Gần như trong phút chốc, sáu người lâm vào bóng tối, là vì bốn phương tám hướng đều bị chim chín đầu tấn công, hoàn toàn che lấp đi ánh mặt trời. Cho dù trận pháp phòng ngự do sáu người cùng nhau tạo thành, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi vô số con chim hung dữ đâm vào. Những con chim chín đầu này chính là lửa bướm đêm, sử dụng móng vuốt sắc nhọn và cái miệng thật dài để tấn công. Hoàn toàn điên cuồng, giống như không xé nát sáu người bọn họ là không bỏ qua. Mà chí mạng hơn nữa là, sáu người đều cảm nhận được chân nguyên trong thể nội đang không ngừng vơi bớt. Không còn cách nào khác, chim chín đầu điên cuồng tấn công dẫn đến lớp phòng ngự của bọn họ yếu ớt, cần bổ sung chân nguyên liên tục để duy trì phòng ngự. Ở bên trong lồng sáng phòng ngự, tất cả mọi người đều cảm nhận được chân nguyên đang nhanh chóng trôi mất. Chiếm Khánh Nhân nói với Dương Bách Xuyên, Dương Điên phải làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này chân nguyên trong thể nội chúng ta sẽ hao hết mất. Dương Bách Xuyên đương nhiên biết, hạ thấp giọng nói, không còn cách nào, chúng ta chỉ có thể mở phòng ngự cùng nhau ra tay chém giết đám súc sinh này, không thể ngồi không chờ chết. Cậu có bị điên không? Mấy con yêu thú chim này ít nhất cũng hơn ngàn con, đối mặt với sự tấn công điên cuồng như thế, chúng ta ra ngoài chém giết, vậy không phải thành đồ ăn cho chim chín đầu à? Chiếm Khánh Nhân trừng mắt. Không lẽ anh còn có biện pháp khác tốt hơn à? Dương Bách Xuyên hỏi lại Chiếm Khánh Nhân. Tôi, Chiếm Khánh Nhân đột nhiên im lặng, anh ta cũng không còn cách nào khác, cũng biết Dương Bách Xuyên nói không hề sai, chỉ còn đúng một cách này. Tiểu Tăng đồng ý với Dương Thí Chủ. Đám yêu thú chín đầu này tuy nói số lượng nhiều, nhưng thực lực có hạn, có vẻ khí tức mạnh mẽ nhất trong đó là cấp tiên thiên tầng 9 trung kỳ, đa phần là giai đoạn sơ cấp, không bằng chúng ta vừa đánh vừa lui, vẫn có thể chống đỡ được một phần công kích, sau khi đi lùi thì cách ngọn núi cũng càng ngày càng gần, chỉ cần đi đến ngọn núi hẳn là có thể tấn công chim chín đầu. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm nói ra suy nghĩ của mình, mọi người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Được. Chuyện này không nên chậm trễ chúng ta rút lui mở phòng ngự đi lùi. Dương Bách Xuyên nói. Sáu người nhanh chóng xóa bỏ phòng ngự. Dương Bách Xuyên khởi động chân hỏa chân khí, kiếm đầu long hai bên, xương tay phải nâng lên, rút kiếm tung chiêu. Quác quác quác. Tự mình thể hiện thực lực của bản thân, mỗi lần ra tay, sẽ có chim chín đầu bị chém giết. Nhưng trên người bọn họ cũng sẽ bị tấn công. Khiến Dương Bách Xuyên khó chịu là. Mặc dù công kích mạnh mẽ, nhưng chiêu thức chỉ có một, không có thần thông tấn công trên diện tích lớn hay pháp thuật, chém giết chim chín đầu rất có hạn. Cơ thể anh mạnh mẽ cộng thêm chân khí chân hỏa, vẫn có thể chấp nhận, nhưng không thể chịu đựng đám chim chín đầu liên tục tấn công trong một khoảng thời gian dài. Sau khi cảm giác không thể chịu đựng nổi nữa, Dương Bách Xuyên sử dụng thân pháp chỉ xích thiên nhai mị ảnh cảnh tầng thứ nhất thoát ra. Chân bước ra một bước. Trong nháy mắt anh đã xuất hiện bên ngoài cách đó trăm mét. Điều này khiến trong lòng anh cực kỳ vui mừng, lại bước thêm một bước, đã ra bên ngoài 200 mét. Lúc này khó khăn lắm anh mới thoát ra khỏi vòng vây chim chín đầu. Nhưng bên tai lại nghe một tiếng hét lên, vội vàng nhìn lại nhìn thấy Mai Thi Dĩnh sơ sẩy bị thương. Những người khác không có thần thông chỉ xích thiên nhai như anh, cũng không có cơ thể mạnh mẽ gì. Nhìn thấy Mai Thi Dĩnh bị thương, Dương Bách Xuyên quay người bước hai bước đã đến bên cạnh Mai Thi Dĩnh, một phát ôm lấy cô, lùi về sau ba bước đã thoát ra ngoài 300 mét, thành công giúp Mai Thi Dĩnh thoát thân. Trong nhóm công mặc dù không có pháp thuật thần thông tấn công diện tích lớn, nhưng Dương Bách Xuyên lại có thần thông tốc độ trên mặt đất, cũng được coi là át chủ bài tẩu thoát giữ mạng. Thần thông chỉ xích thiên nhai mị ảnh cảnh tầng thứ nhất anh cũng chỉ dùng một buổi tối để tiếp thu vào não bộ, vẫn chưa từng nghiêm túc sử dụng. Bây giờ dùng lại hiệu quả ngoài ý muốn. Nhất là cứu được Mai Thi Dĩnh ra khỏi vòng vây của đám yêu thú chim chín đầu, cảm giác ôm cô vào lồng ngực, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên có cảm giác thành tựu. Mùi hương cơ thể đặc trưng của thiếu nữ và cảm giác mềm mại trong ngực, tăng thêm thành tựu cứu người,
Cảm giác này đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn càng hài lòng với thần thông chỉ xích thiên nhai. Trong tình cảnh khốn đốn này mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng còn anh hùng cứu mỹ nhân, thần thông thân pháp bậc này còn không đẹp trai à. Lúc này trong lòng Dương Mộ Anh rất đắc ý. Chỉ sử dụng chỉ xích thiên nhai mị ảnh cảnh tầng thứ nhất, đã có thể bước một bước cách 100 mét, ba bước là 300 mét, thành công thoát thân. Nếu vậy thân pháp ba tầng còn lại thì được bao xa? Đối với vấn đề này trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng mong chờ. Sau khi ra khỏi vòng vây yêu thú chim chín đầu, Dương Bách Xuyên ôm Mai Thi Dĩnh trong ngực dừng lại, lúc này bên tai mới vang lên giọng nói ngại ngùng của Mai Thi Dĩnh, anh Dương, có thể thả tôi xuống không? Lúc Mai Thi Dĩnh nói chuyện, gương mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác phái, khiến cô lúng túng là do Dương Bách Xuyên để tay sai chỗ. Lúc này cả người Mai Thi Dĩnh run lên, cảm thấy cả người bất lực, nơi mẫn cảm bị một tay Dương Bách Xuyên mạnh mẽ giữ lấy, cô muốn lên tiếng, ép mình mở miệng bảo Dương Bách Xuyên thả cô xuống. Trong đầu Dương Bách Xuyên còn đang oai oai thần thông chỉ xích thiên nhai, đột nhiên nghe giọng Mai Thi Dĩnh, bây giờ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện hình như tư thế mình ôm Mai Thi Dĩnh quá mập mờ, quan trọng là một cánh tay để sai chỗ. Nhất thời cảm thấy xấu hổ nhanh chóng thả Mai Thi Dĩnh xuống. Nhưng mà trước đó lúc anh sốt ruột cứu người ôm Mai Thi Dĩnh chạy đi, cơ bản không để ý xem tay mình có để sai chỗ không. Khụ khụ cái đó tôi, không phải tôi cố ý, vừa nãy thấy cô bị thương nhất thời nóng lòng ho khan vội vàng giải thích. Cảm ơn anh Dương cứu giúp, Dĩnh Nhi hiểu, Mai Thi Dĩnh cũng không hề trách cứ mà cúi đầu xuống gương mặt đỏ như trái táo. Lúc nói chuyện cũng không dám đối mặt với Dương Bách Xuyên. Đây thật sự là lần đầu tiên cô tiếp xúc với con trai gần như thế, tất cả đệ tử Nga Mi đều là nữ, Mai Thi Dĩnh cũng rất ít khi rời núi, chứ đừng nói chi là tiếp xúc với người khác. Bây giờ nhịp tim của cô rất nhanh, có cảm giác không thể nói rõ cũng không miêu tả được, rất kỳ diệu. Giữa hai người lâm vào im lặng, Dương Bách Xuyên lại nghe thấy tiếng hét lên sau lưng. Hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy Hồ Tiên Nhi và Trần Trầm Hương đều bị yêu thú đánh bị thương. Anh Dương mau đi cứu người đi, Mai Thi Dĩnh nhìn thấy vội vàng nói. Ngay lúc Dương Bách Xuyên vừa gật đầu, tiếng Chiếm Khánh Nhân chửi mắng vang lên giữa sân, Dương điên, mẹ nó cậu còn đứng ngẩn người ở đó nữa, mau đi cứu em gái Tiên Nhi kìa. Vừa nãy thân pháp Dương Bách Xuyên đột nhiên quỷ mị xông ra khỏi vòng vây chim chín đầu, lại như cơn gió chạy về cứu Mai Thi Dĩnh, Chiếm Khánh Nhân nhìn thấy rõ, trong lòng kinh ngạc cũng hâm mộ thần thông thân pháp của Dương Bách Xuyên. Chỉ trong chớp mắt đã thấy Hồ Tiên Nhi bị thương, sư phụ của anh ta và ba Hồ Tiên Nhi là bạn thân tri kỷ, từ nhỏ đã quen biết Hồ Tiên Nhi, coi Hồ Tiên Nhi như em gái ruột, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Hồ Tiên Nhi bị thương. Lúc đang chửi mắng Dương Bách Xuyên, Chiếm Khánh Nhân cầm gương côn luân lao lên trước mặt Hồ Tiên Nhi bảo vệ cô ta, bản thân anh ta trên người đã bị chim chín đầu cào mấy vết, đau đến há mồm. Nếu chỉ có bản thân, Chiếm Khánh Nhân có thể tự mình bảo vệ bản thân. Nhưng phải bảo vệ thêm Hồ Tiên Nhi là quá sức với anh ta. Dương Bách Xuyên đứng ngoài nâng khóe miệng, gật đầu với Mai Thi Dĩnh, lại bước đi một bước tiến 100 mét, lao về phía Hồ Tiên Nhi. Cho dù Chiếm Khánh Nhân không nhắc nhở anh cũng sẽ cứu người. Dương Bách Xuyên thấy rõ, trong vòng vây chim chín đầu, Chiếm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm đủ tự vệ, duy chỉ có Hồ Tiên Nhi thể yếu, mặc dù trên tay Trần Trầm Hương cũng bị thương. Nhưng anh nhìn thoáng qua thấy tạm thời chưa cần lo. Tiểu Hòa Thượng có 36 hạt châu Thiên Vương Phật Đà, dị năng lấp lánh bên trong dùng để phòng ngự cũng có thể tấn công, sau lưng cậu ta thoáng hiện ảo ảnh Phật Đà, nhìn qua là người thoải mái nhất trong đó. Mà trên tay Chiếm Khánh Nhân có chí bảo Côn Luân Kính Côn Luân, nếu không phải bảo vệ Hồ Tiên Nhi anh ta cũng sẽ rất thảnh thơi. Dương Bách Xuyên bước ba bước nhảy đến bên cạnh Chiếm Khánh Nhân và Hồ Tiên Nhi. Không nói gì ôm lấy Hồ Tiên Nhi rời đi, chỉ là lần này anh để ý đặt tay ở nơi thích hợp miễn để Hồ Tiên Nhi ghi hận nữa, cô nhóc này là fan của yêu nghiệt Chiếm, anh cũng không muốn làm mít lòng. Trước khi đi còn nói với Chiếm Khánh Nhân, cố gắng một lúc nữa tôi sẽ nhanh chóng đến cứu anh. Vốn là một câu nói có ý tốt, nhưng lại đổi lấy lời mắng chửi của Chiếm Khánh Nhân, cút qua bên kia, chỉ là mấy con súc sinh lông lá thôi, vẫn có thể đối phó. Người kiêu ngạo như Chiếm Khánh Nhân vốn trong lòng đã ghen ghét Dương Bách Xuyên, sao lại để Dương Bách Xuyên đến cứu anh ta?
Và lại Dương Bách Xuyên cứu hai cô gái, nếu anh ta được Dương Bách Xuyên cứu, vậy không phải cũng là con gái à? Ngược lại coi như Dương Bách Xuyên châm chọc anh ta, cho nên Chiếm Khánh Nhân rất khó chịu với cách nói của Dương Bách Xuyên. Lão Động Tân làm việc thiện mà vẫn bị chó cắn, Dương Bách Xuyên ngẫm một hồi là hiểu Chiếm Khánh Nhân đang suy nghĩ gì, nói thầm một câu ôm lấy Hồ Tiên Nhi biết mất. Cậu mới là chó. Sau lưng truyền đến giọng nói tức giận của Chiếm Khánh Nhân. Ba bước ba phát, Dương Bách Xuyên đã chui ra khỏi chiến trường. Thả Hồ Tiên Nhi bên cạnh Mai Thi Dĩnh. Cảm ơn Hồ Tiên Nhi ít nói, hiếm khi nói lời cảm ơn với Dương Bách Xuyên. Không cần, mọi người đã coi tôi là đội trưởng, thì tôi phải có nghĩa vụ cứu mọi người. Đang nói chuyện, Dương Bách Xuyên quan sát chiến trường, lúc này Chiếm Khánh Nhân không có bị Hồ Tiên Nhi kéo chân, chém giết trong đó nhẹ nhàng hơn không ít. Phía bên kia Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm và Trần Trầm Hương cũng chưa xuất hiện biến đổi gì, nhìn qua bọn họ vẫn có thể kiên trì thêm. Ban đầu Dương Bách Xuyên định nghĩ cách cứu viện Trần Trầm Hương, nhưng nghĩ đến mấy đệ tử đại tông môn quá để ý thể diện nên vẫn không đi qua. Nếu vẫn muốn qua đó, có lẽ Trần Trầm Hương cũng không muốn anh cứu một thằng đàn ông như anh ta. Lúc này đột nhiên Mai Thi Dĩnh lên tiếng, anh Dương, mau nhìn kìa. Dương Bách Xuyên quay người lại nhìn theo hướng ngón tay Mai Thi Dĩnh chỉ, thấy bên cạnh bọn họ chính là ngọn núi. Không ngờ đi lùi chừng 300 mét đã đến ngọn núi Động Hắc Liên. Trên núi cây cối sinh sôi, chỉ cần lên núi trốn vào trong rừng cây, ít nhất có thể giảm bớt chút lực tấn công từ đám yêu thú chim chín đầu. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên vội vàng hét lớn về phía ba người trong sân, phía sau chúng ta là ngọn núi, mọi người mau rút lui lên núi. Sau khi hô xong, ba người Chiếm Khánh Nhân bắt đầu rút lui, rất nhanh đã đến. Dương Bách Xuyên nói với Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi, chúng ta lên núi trước. Ba người vẫn đi lùi như cũ, nhìn qua thật ra cũng chỉ cách 10 mét, nhưng chạy 10 phút rồi, chỉ cảm thấy đột nhiên chui vào màn sương mù. 15 phút sau một ngọn núi xuất hiện. Đây mới thật sự là ngọn núi, ba người bọn họ đến dưới chân ngọn núi, mặc dù có sương mù bao quanh nhưng vẫn có thể thấy rõ. Thế nhưng ngay sau đó đột nhiên nổi lên gió lớn. Tiếp đó tiếng sấm chớp vang lên, trên đỉnh đầu có tia chớp xẹt qua, tia chớp từ trên đỉnh núi đánh xuống. Ba người vô thức dừng bước. Thế nhưng lúc này ba người Chiếm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng và Trần Trầm Hương có vẻ đã thấm mệt, lúc chạy vào chỉ còn 50 mét, tốc độ chậm lại, rất rõ ràng đã bắt đầu xuất hiện thế hạ phong, không hẹn mà trên người đều xuất hiện vết thương. Hồ Tiên Nhi và Mai Thi Dĩnh nhìn thấy mà nóng lòng. Chỉ có Dương Bách Xuyên sau khi nhìn thấy tia chớp, khóe miệng cong lên cười nói với Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi, đừng gấp, tôi có cách đối phó với chim chín đầu rồi. Vừa dứt lời, trong tiếng kêu bất ngờ của Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi mở to mắt, Dương Bách Xuyên nhảy lên một cái đã xuất hiện giữa không trung. Ầm ầm. Trong phút chốc có mấy tia chớp đánh về phía Dương Bách Xuyên. Anh Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh mặt trắng bệch hét lên. Điên rồi. Hồ Tiên Nhi nhìn Dương Bách Xuyên không tự chủ được nói một tiếng. Hai người lại không nghĩ tới Dương Bách Xuyên thế mà điên cuồng lao vào sấm sét. Nhưng sau một chốc, hai người lo lắng dư thừa. Chỉ thấy mấy tia chớp đánh lên người Dương Bách Xuyên, lại không thấy cảnh Dương Bách Xuyên bị sấm đánh thành than từ trên không trung rơi xuống như trong tưởng tượng. Ngược lại nhìn thấy Dương Bách Xuyên ở trong sấm sét, tia sét chớp khắp người, tay vẫy vẫy kết thành mấy trăm cái thủ ấn cổ quái. Cùng lúc đó nghe thấy giọng anh như tiếng sấm trên không trung nói, thuật khống lôi lên cửu thiên, mau làm việc cho ta, đi. Chữ cuối cùng vang lên, Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi nhìn thấy, hai tay Dương Bách Xuyên mở ra, trong tay hình thành hai quả cầu sấm to lớn, thình lình ném vào đám yêu thú chim chín đầu đang điên cuồng tấn công ba người Chiếm Khánh Nhân cách đó 50 mét. Giờ phút này, trong mắt Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi, Dương Bách Xuyên như đắm mình trong sấm lôi thần. Cơ thể anh trong tia sét. Đến cả ba người Chiếm Khánh Nhân đang chém giết yêu thú chim chín đầu, cũng có thể thấy rõ, khiến trong lòng ba người chấn động. Vạn sinh linh tu đạo trên thế gian không ai không sợ hãi lôi điện, tất nhiên ngoại trừ những sinh linh trời sinh có thể khống chế được lôi điện. Lúc này mấy người nhìn thấy Dương Bách Xuyên đứng trong lôi điện, thao tác được sức mạnh của lôi điện, trong lòng vô cùng chấn động. Một đám thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc tên nhóc này còn bao nhiêu thủ đoạn. Đầu tiên là thân pháp thần thông quỷ dị, bây giờ lại đến thao tác lôi điện,
thật sự khó lường. Dương Bách Xuyên đứng giữa không trung, hai tay ngưng tụ ra hai cái lôi điện hình cầu. Sau khi anh tu luyện thành công thuật khống lôi, đây là lần đầu tiên anh thi triển ra, không biết hiệu quả như thế nào. Dù sao chỉ cần nơi nào có lôi điện anh đều có thể mượn sức mạnh lôi điện để tấn công. Hơn nữa đối với anh, hành trình bí địa núi Trường Bạch lần này thật sự là địa điểm bảo vật. Thành công tu luyện thuật khống lôi, hiểu được thân pháp thần thông gần trong gang tấc biển trời cách mặt trên tấm bia đá thần hồn, thu hoạch không nhỏ. Rắc rắc. Rắc rắc. Hai quả cầu lôi điện có đường kính hơn 3 mét vọt vào giữa vô số loài chim chín đầu, Dương Bách Xuyên dùng ý niệm dẫn động, nổ. Lôi điện vỡ tung. Trong nháy mắt, giống như vô số gợn nước nhộn nhạo lan ra, hình thành một cái võng lôi điện khổng lồ. Quác quác quác. Trong sấm sét ầm ầm, loài chim chín đầu kết bè kết đội bay ra kêu la thảm thiết. Ngay sau đó một đám bắt đầu liên tục rơi xuống giống như bỏ sủi cảo xuống nồi. Ở trong mắt đám người Mai Thi Dĩnh, trường hợp này cực kỳ đồ sộ, chấn động. Cô và Hồ Tiên Nhi đứng chung một chỗ mắt chữ O mồm chữ A. Ba người Chiêm Khánh Nhân đứng ở trong sân có cảm giác như bản thân cũng bị. Khoảnh khắc lôi điện hình cầu của Dương Bách Xuyên nổ tung, nguy cơ của ba người bọn họ cũng được giải trừ. Bởi vì yêu thú chim chín đầu bay trên đỉnh đầu giống như cực kỳ sợ hãi lôi điện, thi thể chim chín đầu bị lôi điện của Dương Bách Xuyên giết chết ít cũng 300-500 con. Làm cho không trung bao phủ trên đỉnh đầu của bọn họ đột nhiên sáng rực. Ở trong tiếng kêu la thảm thiết, những con chim chín đầu còn sống lập tức giải tán bay về phương xa. Sau khi giải trừ nguy cơ, Chiêm Khánh Nhân nhìn thi thể chim chín đầu xếp chồng chất như núi kia, từng con bị cháy đen như than, tản ra mùi tanh tưởi. Số lượng thi thể chim chín đầu bị hai quả cầu lôi điện của Dương Bách Xuyên đánh chết đã vượt qua tổng số lượng chim bọn họ chém giết lúc trước. Lúc này Chiêm Khánh Nhân thật sự bội phục Dương Bách Xuyên. Nếu nói lúc trước chỉ chịu phục ngoài miệng, vậy hiện tại phát ra từ sâu trong lòng. Nhìn thi thể chim chín đầu xếp thành hàng, lại nhìn về phía hình bóng lóe lên giữa lôi điện của Dương Bách Xuyên ở không trung phía xa, Chiêm Khánh Nhân nuốt nước bọt, không kìm được lòng, nói, quái vật. Thật sự là quái vật, tiểu hòa thượng Liễu Phàm thò qua nói chêm vào, từ đầu đến cuối ánh mắt của cậu ta đều đặt lên trên người Dương Bách Xuyên, trong lòng chấn động không kém Chiêm Khánh Nhân. Trần Trầm Hương bị gãy một cánh tay khác chống gậy khập khiễng đi đến, nói tôi được gọi là yêu nghiệt, nhưng hiện tại yêu nghiệt chân chính không phải là chúng ta. Nghe được những lời này của Trần Trầm Hương, Chiêm Khánh Nhân và tiểu hòa thượng tràn đầy đồng cảm. Trên người của ba người đứng giữa sân hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương, cũng may chỉ bị thương ngoài da, chỉ có vết thương trên người Trần Trầm Hương là nhìn thấy được xương. Trên đầu của tiểu hòa thượng Liễu Phàm bị để ba vết cào lớn. Sau lưng Chiêm Khánh Nhân có một lỗ thủng đang chảy máu, sau khi vận chuyển chân khí để cầm máu, nói, đi thôi, chúng ta đi qua đó. Lúc ba người đi qua, Dương Bách Xuyên vẫn đang lơ lửng trong lôi điện, thấy vậy bọn họ ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Có vẻ Dương Bách Xuyên cũng thu hoạch được nhiều. Chiêm Khánh Nhân cười khổ, bắt đầu chữa thương, trong giọng nói tràn đầy chua xót. Từ lần đầu tiên gặp mặt Dương Bách Xuyên đến bây giờ, từ khinh thường Dương Bách Xuyên đến coi trọng Dương Bách Xuyên thành đối thủ ngang hàng. Hiện tại trong lòng anh ta sinh ra loại cảm xúc muốn vượt qua Dương Bách Xuyên, điều này thuyết minh anh ta đã thừa nhận Dương Bách Xuyên mạnh hơn mình. Thiên tài kiêu ngạo mấy trăm năm khó có được ở Côn Luân như Chiêm Khánh Nhân. Đồng thời cũng là võ cổ giả thanh niên đứng đầu, lúc này tâm trạng rất phức tạp. Hồ Tiên Nhi đang ngồi xuống chữa thương, nghe vậy không nhịn được nói, Chiêm sư huynh, mỗi người có đại đạo của riêng mình, Dương Bách Xuyên có đạo của Dương Bách Xuyên, huynh có đạo của huynh, không cần phải coi nhẹ bản thân, Tiên Nhi tin tưởng huynh là người mạnh nhất. Nghe được lời nói của Hồ Tiên Nhi, cả người của Chiêm Khánh Nhân đều chấn động. Đúng vậy, 3000 đại đạo, mỗi người một đạo riêng. Dương Bách Xuyên là Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân là Chiêm Khánh Nhân, cậu ta mạnh nhưng chưa chắc ta đã thua cậu ta. Chiêm Khánh Nhân nói xong câu này, sau đó nhắm mắt lại, nguyên khí nồng đậm của trời đất hội tụ lao đến từ 4 phương 8 hướng, chui vào thân thể của Chiêm Khánh Nhân. Vừa rồi suýt chút nữa Chiêm Khánh Nhân sinh ra tâm ma, nhưng lại bị một câu nói của Hồ Tiên Nhi khai thông. Ngay lập tức, Chiêm Khánh Nhân ngộ đạo. Anh ta đột phá, tu vi đạt đến tiên thiên tầng 9 đại viên mãn. Bên cạnh,
Ánh mắt của Hồ Tiên Nhi lộ ra sự dịu dàng, đứng lẳng lặng nhìn Chiêm Khánh Nhân. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân đột phá, không nhịn được chửi tục, đậu má, vậy cũng được hả? Trần Trầm Hương nhìn Chiêm Khánh Nhân, trên mặt hiện lên sự hâm mộ, chỉ có Mai Thi Dĩnh bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm Dương Bách Xuyên đang đứng lơ lửng giữa lôi điện trong không trung. Chấm chấm chấm. Lúc này Dương Bách Xuyên đang ở trong lôi điện, nhưng lại không đột phá được gì. Vừa rồi sau khi thi triển thuật khống lôi, đánh chết một đống chim chín đầu, giúp anh chứng kiến được sự cường đại của sức mạnh lôi điện, muốn hấp thu một ít sức mạnh lôi điện vào cơ thể, cũng may không có lôi điện anh cũng có thể thi triển được thuật khống lôi. Nửa canh giờ sau, ngoài trừ Chiêm Khánh Nhân còn đang chìm trong trạng thái tu luyện, mấy người khác đã chữa thương xong. Sau khi Dương Bách Xuyên đi xuống, nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân cũng sửng sốt, không nghĩ đến Chiêm Khánh Nhân sẽ đột phá tu vi sau khi chiến đấu. Anh vừa mới đứng vững gót chân, Chiêm Khánh Nhân mở mắt. Hai người mắt chạm mắt. Dương Bách Xuyên mở miệng nói, chúc mừng, Chiêm yêu nghiệt. Có gì đáng chúc mừng chứ, thằng nhóc nhà cậu đã đoạt đến nổi bật của tôi rồi, tôi chỉ có vận khí tốt mà thôi. Lúc này trong lòng của Chiêm Khánh Nhân không còn hương vị ê ẩm chua xót nữa, cảnh giới của anh ta đã tăng lên, cảm giác trong lòng cũng khác. Dương Bách Xuyên nghe vậy hơi mỉm cười, nói, trong con đường tu luyện, vận khí cũng là một phần của thực lực. Chiêm Khánh Nhân mỉm cười gật đầu nhìn về phía Hồ Tiên Nhi, anh ta biết lần đột phá này là nhờ lời nói của Hồ Tiên Nhi. Ngay sau đó mấy người đều lên chúc mừng Chiêm Khánh Nhân, trên thực tế tu vi của mấy yêu nghiệt ở đây không thua kém nhiều mấy. Khác ở chỗ, truyền thừa và thủ đoạn của mỗi người khác nhau, thực lực có ưu khuyết riêng. Chiêm Khánh Nhân có thể đột phá cũng không có gì kỳ quái, cho dù ngay sau đó những người khác đột phá cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau đó mấy người nhìn lên ngọn núi trước mắt, chuẩn bị lên núi, trải qua mấy đợt khó khăn, cuối cùng cũng động hoa sen đen trong ngọn núi. Nhưng càng đến gần nơi đó, trong lòng của mỗi người càng thêm cảnh giác. Không hề nghi ngờ, ngọn núi này không giống bình thường, sương mù bao phủ, lôi điện lập lòe truyền đến từ trên núi. Không biết đây là núi gì? Cỏ cây nhìn như xanh tươi tốt, nhưng cả ngọn núi lại cho người ta một cảm giác rất huyền ảo, rợn người. Sắp đến nơi rồi, mọi người phấn chấn lên, chúng ta đã đi được 99 bước rồi, không sợ một bước cuối này. Dương Bách Xuyên cổ vũ mọi người. Đi được vài bước về phía trước, một tấm bia đá xuất hiện trong tầm mắt của mấy người, đi vào thì thấy bên trên có một phù văn vô cùng cổ xưa, nhưng không ai trong bọn họ hiểu được bên trên viết cái gì. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày cũng không nghiên cứu ra được giá trị có ích nào. Đây là lúc Dương Bách Xuyên xin sư phụ Vân Thiên Tà giúp đỡ, sư phụ, trên tấm bia đá này viết gì vậy, người có hiểu không? Đó không phải là phù văn, đây là tinh thần văn, dùng mắt thường không thể xem được loại văn bia này, còn đưa tay đặt lên trên, dùng tinh thần lực để nhìn. Vân Thiên Tà chậm rãi nói. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên nói với mấy người, đây là văn bia tinh thần, muốn đọc được phải đặt tay lên, dùng tinh thần lực để nhìn. Văn bia tinh thần, thằng nhóc nhà cậu hiểu biết rất rộng, Chiêm Khánh Nhân trêu chọc một câu. Tôi biết nhiều, cái này không có gì đáng nói. Dương Bách Xuyên mỉm cười, ra vẻ hiểu biết trước mặt mấy người. Tiếp theo anh dán tay lên tấm bia, nhắm mắt cảm giác. Sau đó anh chỉ cảm nhận được một lực hấp dẫn mạnh mẽ truyền đến, khi trợn mắt, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, phát hiện mình đang đứng trong một thế giới tràn đầy sương mù. Khắp nơi hỗn độn. Dương Bách Xuyên biết đây là thế giới được tạo thành từ tinh thần lực, nói cách khác, ý thức của anh đã đi vào trong tấm bia đá. Sau đó một âm thanh già nua vang lên, chúc mừng cậu đã đến, người có duyên. Ai? Dương Bách Xuyên không nhìn thấy ai cả nhưng lại nghe thấy âm thanh, trong lòng kinh sợ. Lời nói của anh giống như đá chìm đáy biển. Âm thanh già nua kia tiếp tục vang lên, như tự quyết định, lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu. Có lẽ âm thanh này là linh thức còn sót lại. Chỉ là một cái ống truyền lời. M thanh già nua kia tiếp tục nói, hồng hoang nguyên sơ được tạo thành từ đại đạo, vạn vật sinh ra từ khi khai thiên lập địa, hoa sen đen được sinh ra từ hỗn độn, đóa sen đầu tiên từ thuở sơ khai, hoa sen đen rơi xuống từ tai họa vô tận, sen chôn cất đứa con bạc mệnh của nó. Âm thanh già nua này nhắc đi nhắc lại đoạn này, Dương Bách Xuyên cũng nghe hiểu được đại khái. Ý nói,
Ở thời đại Hồng Hoang sơ khai, một gốc sen đen ra đời, hoa sen đen đắc đạo, sau đó ngã xuống trong kiếp nạn. Nơi sen đen chết chính là bí cảnh núi Trường Bạch, nhưng hoa sen đen ngã xuống lại để lại một viên hạt giống này chính là chí bảo của nơi này. Bây giờ Dương Bách Xuyên cũng hiểu được chút, tử tiên lão đầu cho mấy người bọn họ đi đến động hoa sen khu thứ ba lấy bảo bổi, có lẽ chính là hạt sen của hoa sen đen. Đóa hoa sen đầu tiên của Hồng Hoang, không phải ai cũng có được tên tuổi này, hạt sen của nó sao có thể làm vật phàm. Nếu tử tiên lão đầu để cho bọn họ lấy được hạt sen, có lẽ thứ này đủ để hủy diệt bí địa, đừng nói đến việc phong ấn thông đạo Sơn Hải lần nữa. Tất nhiên hạt sen hoa sen đen có hình dạng gì, có uy lực như thế nào, phải tìm được nhìn thấy mới biết được. Còn âm thanh già nua đang nói chuyện này là ai? Dương Bách Xuyên không thể hiểu hết. Dù sao có lẽ nó có liên quan đến hoa sen đen hoặc nơi này. Tiếp theo âm thanh này cũng nói, đi vào động hoa sen đen từ giữa sườn núi. Nhưng muốn lên núi cũng không dễ dàng, có bốn cửa kiểm tra, mưa gió, lôi điện, khí độc và bảo vệ. Những bài kiểm tra mưa gió, lôi điện và khí độc nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, đều là bài kiểm tra liên quan đến tự nhiên. Nhưng chỉ có bài kiểm tra cuối cùng làm Dương Bách Xuyên không thể hiểu được. Bảo vệ nghĩa là sao? Bảo vệ cái gì, người yêu hay những thứ khác? Dù sao cũng không dễ dàng thông qua. Sau khi nghe xong lời giảng, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ truyền đến, sau đó ý thức của anh lui ra ngoài. Mở mắt ra phát hiện 5 người Chiêm Khánh Nhân cũng giống anh, đều đặt tay lên bia đá. Mấy người không hẹn cùng mở mắt ra, nhìn nhau giao lưu một lượt mới biết được, mọi người đều có được thông tin giống nhau, đều nghe được âm thanh già nua kia kể về hoa sen đen. Các người nói âm thanh vừa rồi kia có thể là ý thức của hoa sen đen không? Chiêm Khánh Nhân suy đoán hỏi. Chắc không phải nói hoa sen đen đã chết rồi sao, có lẽ là ý thức của hạt sen. Tiểu Hòa Thượng cũng suy đoán, nói. Hiện tại đều là suy đoán, nhưng âm thanh kia không quan trọng là hạt sen trong động hoa sen đen trên núi kia mới là mục đích chính của chính ta, hơn nữa chúng ta lên núi như thế nào. Lúc trước châu lửa một sừng và chim chín đầu đã làm chúng ta kiệt sức, tôi chắc chắn bốn bảo kiểm tra trên núi sẽ càng thêm khủng bố. Trần Trầm Hương ngưng trọng nói. Mai Thị Dĩnh nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nói anh Dương. Anh nói xem bây giờ phải làm thế nào. Cô vừa hỏi xong, mọi người đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Bây giờ Dương Bách Xuyên chính là người đứng đầu của tiểu đội 6 người. Dọc đường đi anh đã chứng minh anh có đủ thực lực chỉ huy, có được sự tán thành của mọi người. Dương Bách Xuyên nhìn mấy người, nói còn có thể làm gì nữa chứ, đã đến núi Hoa Sen Đen rồi, dù núi đao biển lửa cũng phải đi xem một chút, đúng chứ? Ha ha, đúng vậy. Còn không phải chỉ là một ngọn núi thôi sao, tôi không tin mình không làm được. Từ sau khi tu vi tăng lên, Chiêm Khánh Nhân đã tự tin hơn rất nhiều. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng muốn đi xem hạt sen đầu tiên từ thuở khai thiên. Trong ánh mắt của Tiểu Hòa Thượng lóe lên tia sáng. Chấm chấm chấm. Mặc dù có băn khoăn nhưng mọi người vẫn muốn xôn vào một lần, dù sao đối với bọn họ, đây cũng coi như là một loại tu hành. Sau khi quyết định, 6 người phấn chấn tinh thần lên núi, ở sau tấm bia đá chính là một con đường nhỏ uốn lượn. Khi bọn họ bước lên con đường đó, lập tức bị gió to điên cuồng lao đến. Ngay sau đó trên đỉnh núi truyền đến từng tiếng sấm. Ầm ầm ầm. Bóng dáng của bài kiểm tra đầu tiên đã xuất hiện. Ngay từ đầu chỉ có gió tạt đến, bọn họ vẫn chưa chịu chút ảnh hưởng nào, đi được mấy bước nữa thì gặp mưa phùn mênh mông. Lúc này gió nhẹ mưa phùn. Hai bên sườn của con đường mọc đầu cỏ cây, xanh tươi tốt, xương trắng mênh mông lượn lờ, thực sự giống như cảnh tượng đi đạp thanh trong mưa xuân xa hoa lộng lẫy, hoàn cảnh như thơ như họa. Làm gì có nguy hiểm gì? Từ lúc bắt đầu thần kinh căng chặt đến khi chưa thấy chuyện gì xảy ra, Chiêm Khánh Nhân ra vẻ nói, nơi này làm gì có nguy hiểm nào, có lẽ bài kiểm tra này chưa nguy hiểm, nhìn cảnh này tôi muốn ngâm một bài thơ. Chiêm Khánh Nhân còn chưa nói hết câu. Đột nhiên những cơn gió nhẹ chuyển thành gào thét. Hú 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 ô ô. Trong nháy mắt con đường gió vang lên tiếng gió quỷ khóc sói gào. Mấy người đi trên đường nhỏ, quần áo bị thổi tung bay lên. Theo sự xuất hiện của cuồng phong, mưa phùn cũng hóa thành mưa to tầm tã trong nháy mắt.
gió lạnh như đao, giọt như đá. Sáu người biết đây chính là lúc bài kiểm tra thực sự bắt đầu. Một giây trước cảnh tượng còn như họa, Chiêm Khánh Nhân còn muốn ngâm một bài thơ, một giây sau mưa gió đột biến, làm cho sáu người co người ôm đầu. Không có cách nào khác, bởi vì gió xé qua người giống như dao nhỏ, giọt mưa rơi trên người như cầm đá ném vào người, rất đau. Sáu người vội vàng vận chuyển chân khí bảo vệ toàn thân mới dễ chịu được chút. Nhìn con đường sâu kín không có cuối, Dương Bách Xuyên biết có lẽ mọi chuyện mới bắt đầu. Căng ra đầu tiếp tục đi lên trước, nghênh đón bọn họ là mưa bão điên cuồng và mưa to xối xả. Sau khi đi được 80 mét, sáu người bọn họ đã vận chuyển chân khí đến cực hạn. Lúc này gió to bắt đầu có xu thế hình thành lốc xoáy, mang theo gió lốc. Đột nhiên Hồ Tiên Nhi sợ hãi kêu lên, thân thể của cô ta bị gió to cuốn lên. Cũng may Chiêm Khánh Nhân nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cô ta nên không bị gió lốc cuốn đi. Đến lúc này, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan. Một đám đã chống đỡ đến cực hạn. Đúng lúc này, trong đầu của Dương Bách Xuyên vang lên âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà, nhóc thối, đổ không bằng xây, đạo lý này cũng không hiểu hay sao. Bất cứ lực lượng nào trong trời đất đều có thể chuyển hóa thành lực lượng cho bản thân. Mưa gió nơi này nhìn như cản trở con đường lên núi của các ngươi, nhưng thật ra lại đang mài giũa rèn luyện. Gió thổi mưa xối là hoàn cảnh tu luyện thân thể của thiên nhiên, từ bỏ phòng ngự bằng chân khí, vận chuyển công pháp luyện khí, chống đỡ được sẽ có chỗ tốt. Nếu các ngươi cứ tiếp tục liều mạng chống cự như thế này thì sẽ chết ở nửa đường, đừng nói đến chuyện lên núi. Nghe xong lời dạy của sư phụ, bế tắc của Dương Bách Xuyên được hóa giải, nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, gió to mưa lớn còn không phải là lực lượng tự nhiên của trời đất hay sao? Bọn họ tu luyện hấp thu linh khí của trời đất, cũng chính là lực lượng tự nhiên của trời đất. Vì vậy sư phụ nói không sai. Tất nhiên cũng không dễ dàng làm được như vậy, phải xem bọn họ có chịu được hay không. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Bách Xuyên mở miệng nói với mấy người, từ bỏ chống đỡ. Mưa gió nơi này chính là đạo tôi thể để tu luyện, đổ không bằng xây, mọi người thử xem. Nói xong xóa bỏ chân khí phòng ngự, vận chuyển càn khôn quyết, tu luyện tôi thể. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt quần áo trên người anh bị lưỡi dao gió cắt thành mười mấy vết, cũng may thân thể anh rắn chắc nên không xuất hiện miệng vết thương. Trên người giống như lưỡi dao cắt qua da thịt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên đã dần dần thích ứng với tiết tấu của mưa gió, quả nhiên chống đỡ nhẹ nhàng hơn lúc đầu rất nhiều, anh có thể nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Mấy người Chiêm Khánh Nhân phía sau nghe thấy Dương Bách Xuyên bảo từ bỏ chống đỡ còn tưởng anh điên rồi, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên thành công, mấy người sôi nổi noi theo. Sau khi thích ứng tu luyện tôi thể trong mưa gió, Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm nhận được kim cương nhục thể đang dần dần đột phá. Mỗi một bước đi đều có đột phá rất lớn, mặc dù bước đi chậm rãi nhưng đã đến gần mục đích hơn. Sau khi đi liên tiếp 9 bước, cả người anh đột nhiên nhẹ nhàng hơn, tầm mắt cũng rõ hơn, phát hiện mưa gió đã dừng lại biến mất, cả người đang đứng ở một chỗ cao. Cũng vào khoảnh khắc này, cơ thể của anh vang lên âm thanh đột phá. Tu vi kim cương nhục thể đạt đến tầng 5. Toàn thân tràn nhập lực lượng, có ảo giác đánh ra một quyền có thể phá hủy ngọn núi đang đứng. Cảm nhận được kim cương nhàn nhạt lưu chuyển bên ngoài làn da. Cảnh giới không tăng, nhưng kim cương nhục thể lại đạt đến tầng 5, điều này làm cho Dương Bách Xuyên tràn đầy vui mừng. Sau khi thu công, quay đầu nhìn lại, thấy đám người Chiêm Khánh Nhân vẫn còn đang ở trong mưa gió, lúc này mới phát hiện chỗ này có giới hạn. Nhìn năm người bọn họ đang tôi thể ở trong mưa gió, Dương Bách Xuyên yên tâm, chỉ cần bọn họ có thể đi ra. Cho dù không thể đột phá, cũng có được chỗ lợi cho việc tu luyện sau này. Từ vị trí của 5 người ở trong mưa gió có thể nhìn ra được thực lực của bọn họ. Chiêm Khánh Nhân đi đầu đã đột phá tiên thiên tầng 9 đại viên mãn, anh ta cũng là người đầu tiên có thể đi ra từ trong mưa gió. Tiếp theo là Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, cách Chiêm Khánh Nhân 3 mét, phía sau Tiểu Hòa Thượng là Mai Thi Dĩnh, Trần Trầm Hương và Hồ Tiên Nhi. Trên thực tế cảnh giới tu vi của bọn họ không khác nhau mấy, chỉ khác nhau ở thủ đoạn. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, 5 người bọn họ đang gian nan đi về phía trước. Dương Bách Xuyên không trợ giúp bọn họ, cũng không định giúp, vì đây là một loại mài giũa, cũng là một loại tu hành,
chỉ có chính bọn họ tự trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành. Dương Bách Xuyên tin tưởng bọn họ có thể khắc phục chút khó khăn này, nếu không thật sự thẹn với danh xưng yêu nghiệt. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Chiêm Khánh Nhân là người đầu tiên đi ra mưa gió, đi đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó là Tiểu Hòa Thượng, Mai Thi Dĩnh, Trần Trầm Hương, Hồ Tiên Nhi. Sáu người đứng chung một chỗ nhìn nhau, coi như đã trải qua một kiếp, từ trong bão táp mưa xa cũng thu hoạch được rất nhiều, tu vi và hiểu biết cũng tăng lên. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực hỏi, A-di-đà Phật, cảm ơn Dương Thí Chủ đã chỉ điểm. Cậu ta đồng cảm như bản thân cũng bị, cảm giác có thể bước vào tiên thiên tầng 9 đại viên mãn bất cứ lúc nào. Vì vậy cậu ta rất cảm kích Dương Bách Xuyên, nếu không phải Dương Bách Xuyên nói ra chuyện rèn luyện trong mưa gió, mọi người sẽ không có thu hoạch, thậm chí có khả năng bị nhốt trong mưa gió. Mấy người khác, ngay cả Chiêm Khánh Nhân cũng biểu đạt lòng biết ơn của mình với Dương Bách Xuyên, khó có được một lần đứng đắn. Dương Bách Xuyên cười nói, được rồi, đứng làm kiêu, bây giờ chúng ta là một chỉnh thể, là một đoàn đội, thân là đội trưởng, đây là chuyện tôi nên làm. Trên thực tế, anh đang cảm ơn sư phụ Vân Thiên Tà ở trong lòng, càng cảm thấy trên con đường tu hành có một vị sư phụ là chuyện quan trọng đến cỡ nào. Đặc biệt là một vị sư phụ kiến thức uyên bác, hiểu biết sâu rộng. Tu vi càng tăng lên, càng tiếp xúc với nhiều cao thủ, Dương Bách Xuyên càng cảm thấy chính mình chỉ là một tay mơ, nếu không phải có sư phụ, anh cũng không biết nên đi tiếp như thế nào. Mấy người thay nhau khiêm tốn một phen, mọi người đều cảm thấy trong vô thức đã kéo gần khoảng cách lại với nhau, thân thiết hơn rất nhiều. Được rồi, phía sau còn có khiêu chiến lớn hơn đang chờ chúng ta đi chinh phục. Dương Bách Xuyên cũng rất vui vẻ, anh cũng đã coi mấy người Chiêm Thánh Nhân thành bạn bè thân thiết. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau chinh phục đỉnh núi này, chinh phục những khiêu chiến đang chờ chúng ta, đội trưởng, anh tiếp tục mở đường đi. Hiếm khi Tiểu Hòa Thượng nói lời vui đùa, thân là người xuất gia, nhưng từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ coi mình trở thành người xuất gia, ở bên cạnh sư phụ cũng luôn mồm gọi Lão Hòa Thượng, trưởng Lão Hòa Thượng. Ở trước mặt đám người Dương Bách Xuyên, bởi vì không quen thuộc nên chỉ có thể chắp tay trước ngực độc khẩu hiệu nhà Phật. Chỉ đang giả vờ giả vịt, sau khi quen thuộc mới bắt đầu nói lời vui đùa. Sau khi cùng nhau trải qua khốn cảnh, quen biết hiểu biết, thưởng thức lẫn nhau, tâm trạng rất tốt. Quay người lại, bọn họ nhìn thấy một tấm bia đá cách đó không xa, lần này bên trên viết chữ Hoa Hạ Phồn Thể cổ xưa. Dương Bách Xuyên đọc hiểu được, đi qua nhẹ giọng thì thầm, Lôi Điện cổ đạo. Vừa rồi là mưa gió, bây giờ là lôi điện, nói cách khác sau lôi điện còn có khí độc, cuối cùng là bảo vệ. Mai Thi Dĩnh nói. Dương Bách Xuyên gậy đầu nói, chắc vậy, có lẽ con đường phía trước sẽ xuất hiện lôi điện, cái này khác với mưa gió, mọi người cẩn thận, ai không nắm chắc đối phó được với lôi điện thì đi theo tôi bảo vệ. Mai Thi Dĩnh không kìm được lòng, nhẹ giọng nói, tôi đi theo anh Dương. Lúc này Chiêm Khánh Nhân nói với Hồ Tiên Nhi, em đi theo Dương Điên đi. Vậy còn anh, Hồ Tiên Nhi lo lắng hỏi. Yên tâm đi, chí bảo của Côn Luân, gương Côn Luân không phải ăn chay, anh vẫn có thể khiêng được lôi điện nho nhỏ này. Trong lời nói của Chiêm Khánh Nhân tràn đầy tự tin, người kiêu ngạo như anh ta, cho dù là chảo dầu anh ta cũng phải đi qua thử mới có thể cam tâm. Được, vậy anh cẩn thận, trong ánh mắt của Hồ Tiên Nhi tràn đầy dịu dàng. Chiêm Khánh Nhân gật đầu, nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nói, chăm sóc Tiên Nhi thay tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ không để Tiên Nhi nhà anh bị thương. Dương Bách Xuyên cười nói. Cảm ơn đội trưởng, Hồ Tiên Nhi nở nụ cười xấu hổ, nói. Tiểu Hòa Thượng, các cậu thì sao? Dương Bách Xuyên nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm và Trần Trầm Hương, hỏi. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng muốn thử sức uy lực của lôi điện. Giọng điệu nói chuyện của Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm mềm nhẹ, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự kiêu ngạo ngút trời không hề thua kém Chiêm Khánh Nhân. Trên mặt của Trần Trầm Hương hiện lên một tia do dự, mở miệng nói cảm ơn anh Dương, tôi cũng muốn thử xem. Thật ra trong lòng Trần Trầm Hương rất muốn đi theo Dương Bách Xuyên, rốt cuộc ký ức Dương Bách Xuyên dùng lôi điện đối phó với chim chín đầu vẫn còn rất mới. Trong lòng Dương Bách Xuyên có thể thao tác lôi điện, đi theo anh sẽ ăn ít đau khổ hơn. Nhưng, trong đội ngũ chỉ có Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi là nữ, nếu một người đàn ông như anh cũng đi theo Dương Bách Xuyên, Trần Trầm Hương sợ hãi mấy người sẽ khinh thường chê cười anh ta,
vì vậy nói ra một câu trái với lương tâm của mình. Được, nếu ba vị đều có tin tưởng, vậy chúng ta sẽ đi ra ngoài, chú ý an toàn, ba người chúng tôi đi trước, chờ tôi dẫn Dĩnh Nhi và Tiên Nhi đi ra khu lôi điện sẽ trở lại giúp các người. Dương Bách Xuyên nói với ba người, sau đó dẫn Hồ Tiên Nhi và Mai Thi Dĩnh đi lên lôi điện cổ đạo. Chấm chấm chấm. Giống như trong suy nghĩ, Dương Bách Xuyên vừa bước lên bậc thang của lôi điện cổ đạo, lôi điện trên đỉnh đầu liên tục vang lên. May mắn anh đã chuẩn bị trước, thuật khống lôi cũng không phải ăn chay, lập tức đánh tan tất cả lôi điện giáng xuống, thu vào trong tay. Dùng ý niệm, hai lốc xoáy lôi điện bắt đầu hình thành, mượn lực đẩy lên trên đỉnh đầu, hình thành một tấm chắn phòng ngự. Trận pháp lưỡng nghi này là tự Dương Bách Xuyên nghĩ ra được, dù sao anh có thể khống chế được lôi điện nên chút chuyện này cũng không khó làm. Ở trong tay của Dương Bách Xuyên, lôi điện hung mãnh cũng thành cừu. Đi vào thôi, chúng ta nhanh chóng thông qua, Dương Bách Xuyên nói với Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi. Được, hai người đẹp, một trái một phải đứng bên cạnh của Dương Bách Xuyên, đi theo bước chân của anh. Ba người Chiêm Khánh Nhân nhìn theo bóng dáng của ba người Dương Bách Xuyên, có hơi trợn mắt há mồm. Bọn họ không ngờ ở trong tay của Dương Bách Xuyên, sức mạnh lôi điện này được giải quyết dễ dàng như vậy. Chiêm Khánh Nhân không tin chuyện ma quỷ, vận chuyển chân nguyên, bước lên lôi điện cổ đạo. Nhưng, một đạo lôi điện mạnh mẽ đánh xuống người anh ta. À, cả người của Chiêm Khánh Nhân run rẩy, kêu thảm thiết phun ra một ngụm tinh huyết, vội vàng thúc giục gương côn luân. Một bộ chiến giáp tỏa ánh sáng màu vàng xuất hiện trên người anh ta, ngay lập tức Chiêm Khánh Nhân đứng vững gót chân trong lôi điện, đi về phía trước. Rắc rắc. Dù như vậy, nhưng trên người anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự chết lặng, cả người bị lôi điện đánh đến run rẩy, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Theo sát là tiểu hòa thượng Liễu Phàm, nhỏ một giọt tinh huyết lên thiên cương Phật Đà Châu, một ảo ảnh Phật Đà xuất hiện sau lưng. Sau đó tiểu hòa thượng tiếp tục bước về phía trước. Không ai nhìn đến thân thể của tiểu hòa thượng đang run rẩy, trên trán chảy đầy mồ hôi, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Người không biết còn tưởng rằng cậu ta đang niệm pháp chú gì đó, thật ra tiểu hòa thượng đang mắng chửi người, lão bất tử, lão hòa thượng, ông lừa tôi, cái gì mà thiên cương Phật Đà Châu chính là chí bảo đứng đầu thế gian, nước lửa không xâm, mưa gió lôi điện không vào, tôi sắp bị đánh chết rồi đây. Trần Trầm Hương nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng lần lượt bước lên lôi điện cổ đạo, lại nhìn lôi điện liên tục giáng xuống, lại nhớ đến Mai Thi Dĩnh đã rời đi theo lôi điện cổ đạo, lẩm bẩm, bại lộ thì bại lộ, đây mới chỉ là khi lôi điện, phía sau còn có khí độc và bảo vệ, không biết còn nguy hiểm đến mức nào đâu. Trần Trầm Hương nghĩ trong lòng, bí mật trên người mình, hoặc là át chủ bài, cũng nhớ rõ lời dặn dò của sư tổ Trần Vân Phong, không được bại lộ át chủ bài trên người trừ khi đứng trước sống chết. Bởi vì theo như lời của sư tổ Trần Vân Phong, mấy người đồng hành cùng với anh ta lần này đều mang theo át chủ bài bí mật, nếu anh ta bại lộ trước sẽ ít đi một phần ưu thế. Nhưng bây giờ Trần Trầm Hương cảm thấy, nếu không thể chống lại lôi điện bằng sức mạnh của bản thân, cũng không thể làm người phụ nữ mình thích khinh thường, cũng không muốn thấy đám người Dương Bách Xuyên khinh thường. Vì vậy anh ta cảm thấy mình sẽ sử dụng át chủ bài trước. Nghĩ đến đây, Trần Trầm Hương giơ lên trường thương đen nhánh trong tay, niệm ra một mật chú tối nghĩa, ngay sau đó trường thương trong tay anh ta lóe lên, thu nhỏ lại ba tấc. Sau đó Trần Trầm Hương cầm trường thương đã thu nhỏ lại thành ba tấc, đâm vào ngực của bản thân, trong miệng ngâm sướng, nói, xương gấu quỷ dung hợp. Không có ai biết trường thương thần binh của anh ta được chế tạo từ xương của gấu quỷ thượng cổ, một khi dung hợp với thân thể của anh ta có thể đạt được một phần sức mạnh của gấu quỷ. Rào. Trần Trầm Hương ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng phát ra tiếng kêu rợn người. Dương Bách Xuyên dẫn theo Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi xuyên qua lôi điện cổ đạo, ưu thế thuật khống lôi của anh được thi triển xuất sắc trong lôi điện. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, lôi điện ở nơi này không phải đến từ trời xanh mà là trận pháp chuyển hóa thành lôi điện, nếu không thì với tu vi hiện tại của anh sẽ không thể đi lại trong lôi điện như thế này. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất hiện tại anh cũng rất ung dung, rất nhanh đã đưa hai người họ ra khỏi lôi điện cổ đạo. Tính toán khoảng cách lôi điện cổ đạo, khảo nghiệm này cũng dài 90 mét giống như khu phong vũ. Tính toán như vậy, bốn khu khảo nghiệm của động Hắc Liên hẳn là đều dài 90 mét. Cũng giống như trước đó,
sau khi ra khỏi khu lôi điện sẽ xuất hiện một mặt phẳng. Chỉ đứng trên mặt phẳng này mới có thể xem là an toàn, trên tấm bia đá giống hệt nhau, có viết bốn chữ, khí độc cổ đạo. Đi lên chính là khu khảo nghiệm thứ ba, khí độc cổ đạo, rồi. Anh nói với Mai Thị Dĩnh và Hồ Tiên Nhi, hai người đợi tôi đi tiếp ứng ba người kia. Được, anh Dương cẩn thận, Mai Thị Dĩnh dặn dò. Hồ Tiên Nhi không nói gì, nhưng thái độ của cô với Dương Bách Xuyên đã tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa mới gặp mặt, gần như là thay đổi 180 độ, cô nhẹ nhàng gật đầu. Dương Bách Xuyên cười cười, anh quay đầu vọt vào trong lôi điện cổ đạo. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên nghe được một tiếng thét dài, anh ngẩng đầu theo bản năng. Chỉ thấy Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng đã đi được một nửa. Tất cả bọn họ đều nghe được tiếng thét này, không hẹn mà cùng ngoảnh đầu lại. Ba người đều nhìn thấy thay đổi trên người Trần Trầm Hương. Tiếng thét này phát ra từ Trần Trầm Hương. Giờ phút này, trong mắt Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng, Trần Trầm Hương đã xảy ra biến hóa lớn. Chỉ thấy hai cánh tay và trên mặt của Trần Trầm Hương mọc ra những sợi lông màu nâu, chiều cao cũng được tăng lên hơn 2 mét. Trông anh ta như một người khổng lồ. Thay đổi của Trần Trầm Hương quả thực đã khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi, anh thầm lẩm bẩm, mẹ kiếp đây là thú hay là người. Trong lòng Dương Bách Xuyên đoán, Trần Trầm Hương hẳn là đã kích động năng lực của người nào đó, có lẽ là huyết mạch hoặc là dị cốt giống anh ta. Mà sau khi Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng nhìn thấy dáng vẻ Trần Trầm Hương, dường như hai người họ cũng không bất ngờ lắm, xem ra đã sớm đoán trước, bọn họ quay đầu đi về phía trước. Điều này khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới, lẽ nào Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng cũng có huyết mạch hoặc là dị cốt cường đại. Suy nghĩ này gần như chắc chắn, bởi vì biểu cảm trên mặt hai người họ quá mức bình tĩnh. Lúc này, anh nhìn thấy Trần Trầm Hương vừa mới dị biến đang bước trên lôi điện cổ đạo. Từng dấu chân in hẳn trên bậc thang, anh ta bước nhanh về phía trước, lôi điện của cổ đạo giáng lên người anh ta, thoạt nhìn như không có chút cảm giác nào. Lúc này so với Tiểu Hòa Thượng hay là Chiêm Khánh Nhân, Trần Trầm Hương sau khi biến hóa, hay nói đúng hơn là dung hợp xương gấu quỷ, lại có thể đi như bay trong lôi điện cổ đạo. Chỉ 5 đến 6 hơi thở, Trần Trầm Hương đã vượt qua Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng đang bước tương đối chậm, thần tốc vọt thẳng lên phía trước. Dương Bách Xuyên thấy vậy, anh biết mình không tới hỗ trợ nữa, dù sao thì ba người họ chỉ còn 10 mét nữa, anh xoay người đi về phía mặt phẳng. Vừa mới đứng vững gót chân, Trần Trầm Hương đã xông ra khỏi lôi điện, bốn mắt nhìn sau với Dương Bách Xuyên, ánh mắt anh ta ngập tràn chiến ý, Trần Trầm Hương cũng cố tình liếc về phía Mai Thi Dĩnh, vẻ mặt đầy đắc ý. Trong lòng Dương Bách Xuyên cười khổ, anh đâu phải trẻ con, sao lại không nhìn ra thái độ của Trần Trầm Hương đối với Mai Thi Dĩnh. Không thể nghi ngờ, Trần Trầm Hương là người theo đuổi Mai Thi Dĩnh, hoặc nói thầm mến thì đúng hơn, có điều, hình như Mai Thi Dĩnh lại không có cảm giác gì với anh ta. Anh Trần khá lắm cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng nói với Trần Trầm Hương một câu tán thưởng, nhìn qua thì biến thân của anh ta rất cường đại. Làm gì có, không so với anh Dương đây được, mặc dù như đang khiêm tốn nhưng nghe lời này của anh ta lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được. Dường như Trần Trầm Hương xem anh như tình địch, nhưng anh không hề có ý nghĩ không chính đáng gì với Mai Thi Dĩnh, chỉ vì cô là em gái của chị Mai mà thôi. Nhưng anh biết Trần Trầm Hương không nghĩ như vậy, anh ta có địch ý với anh cũng là chuyện bình thường. Giờ phút này, trong chốc lát anh ta lao ra khỏi lôi điện cổ đạo, muốn thể hiện thực lực trước mặt Mai Thi Dĩnh, điều này cũng dễ hiểu, Dương Bách Xuyên cũng không quá để ý. Có điều anh có thể cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại tản ra từ người Trần Trầm Hương, chỉ là không biết, thứ dung hợp trong cơ thể của anh ta là huyết mạch hay là cốt của dị thú cường đại nào. Anh không nhịn được mà hỏi sư phụ, lão đầu, có phải Trần Trầm Hương đã dung hợp huyết mạch dị thú cường đại nào đó không? Là cốt của thượng cổ gấu quỷ là một bộ tộc số một ở tu chân giới, thậm chí ở yêu giới cũng là một chủng tộc rất cường đại. Nếu muốn dùng sức mạnh để củng cố nền văn minh thì những tộc khác phải tránh xa tộc gấu quỷ. Luận về sức mạnh thì rất ít thế lực có thể chống lại được tộc gấu quỷ, tên nhóc này mặc dù dung hợp tàn cốt, nhưng cũng không thể xem thường, con cẩn thận một chút, phi phu có thể cảm nhận được cậu ta có địch ý với con. Thật không nghĩ tới, ở giới này của các con lại lưu lại rất nhiều chủng tộc hiếm có thậm chí là biến mất ở tu chân giới, quả là khiến người ta bất ngờ,
một vạn năm trước ở tu chân giới cũng không có dấu vết của tộc gấu quỷ, nghe đồn tộc gấu quỷ còn có một chi ở yêu giới, không biết có quan hệ gì với tộc gấu quỷ mà thằng nhóc này dung hợp hay không. Có điều, cậu ta là nhân tộc lại đi dung hợp xương của gấu quỷ, nếu chuyện này bị yêu giới biết được, vậy thì có kịch hay để xem rồi, ha ha. Nghe sư phụ nói như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không có cảm giác gì, nếu như chỉ là sức mạnh thì anh đúng là không sợ, dù sao thì anh cũng có đạo pháp thần thông, đánh không lại thì còn có thể chạy, hơn nữa Trần Trầm Hương chưa chắc đã ra tay với anh. Có Trần Trầm Hương mở màn, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng nghĩ tới những người khác, anh lại hỏi sư phụ, lão đầu, những người khác có phải cũng có huyết mạch dị thú hay là xương dị thú trong cơ thể không? Không tiếp xúc hoặc là bọn họ không thể hiện ra ngoài thì vi phu cũng không nhìn được, chỉ có cô bé Mai Thi Dĩnh là huyết mạch thần phượng, ba người kia thì phải xem mới biết được. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, lần trước Mai Thi Dĩnh tới tìm anh đã ngất xỉu, lúc anh kiểm tra tình huống trong cơ thể Xô, sư phụ mới phát hiện Mai Thi Dĩnh là huyết mạch thần phượng. Trong lúc tán gẫu với sư phụ, Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng cũng lần lượt ra khỏi lôi điện cổ đạo. Lúc này, sáu người đã thuận lợi thông qua lôi điện cổ đạo. Xem ra lần này không có nguy cơ gì, thực tế, độ nguy hiểm của lôi điện. Nếu như Trần Trầm Hương đã muốn thể hiện, vậy thì để anh ta đi thử nước trước rồi nói sau. Khí độc cổ đạo là khu thứ ba, mọi người đều tin, càng về sau thì nguy hiểm sẽ càng lớn. Đối với Trần Trầm Hương mà nói, nếu đã lấy ra con át chủ bài, vậy thì anh nên cao giọng tới cùng, thể hiện thực lực của bản thân trước mặt của Mai Thi Dĩnh, để cô biết được anh không hề thua kém Dương Bách Xuyên. Mỗi khi anh nghe thấy Mai Thi Dĩnh thân thiết gọi Dương Bách Xuyên là anh Dương, trong lòng anh vô cùng buồn bực, lúc trước ở lôi điện cổ đạo, hình ảnh Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi một người bên trái một người bên phải Dương Bách Xuyên khiến Trần Trầm Hương rất ghen tị, lần này ở khu khí độc, anh muốn bảo vệ Mai Thi Dĩnh. Khi bước trên khí độc cổ đạo, Trần Trầm Hương nói với Mai Thi Dĩnh, chị Mai, chị đợi một chút, em thử độ sâu của khí độc cổ đạo, sau đó sẽ hộ tống chị. Cảm ơn Trần Sư Đệ, không cần đâu, tôi có tự tin mình có thể vượt qua khí độc chi đạo. Mai Thi Dĩnh từ chối khéo ý tốt của Trần Trầm Hương, quả thật trên người cô có huyết mạch thần phượng, trong cơ thể cũng có thần phượng hỏa, bất kể là độc gì vào cơ thể đều có thể luyện hóa rất nhanh, điều này cô đã thử nghiệm mấy năm trước, vì thế nên cô rất tự tin mình sẽ đi qua được khí độc cổ đạo. Trần Trầm Hương lúng túng cười một tiếng, anh cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước lên khí độc cổ đạo. Cổ đạo không thua kém gì với khu phong vũ, thậm chí là còn nguy hiểm hơn, chỉ có điều đối với anh mà nói thì đây chính là thời cơ để phát huy điểm mạnh, có thuật khống lôi thì mọi thứ không phải là vấn đề, xem như là phù hợp với khả năng. Mà những yêu nghiệt khác, không tính Mai Thi Dĩnh và Hồ Tiên Nhi, lần này ở lôi điện cổ đạo đã bước ra lá bài chưa lật của Trần Trầm Hương. Hiện tại chỉ còn Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng là bày ra sức mạnh sau cùng. Dương Bách Xuyên rất mong đợi, ở khảo nghiệm khí độc tiếp theo và cửa ải canh giữ cuối cùng, liệu có thể bước ra sức mạnh từ sâu bên trong của Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng hay không? Đợi sau khi Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Hòa Thượng bước tới, lần này Trần Trầm Hương dẫn đầu nói, lần này cứ để tôi thử nghiệm khí độc đi. Cũng được, anh Trần cẩn thận một chút, Dương Bách Xuyên dặn dò một câu. Đối với khí độc cổ đạo, anh cũng không lo lắng lắm, bởi vì nhìn qua không có bất cứ vật có độc nào, cực kỳ yên ả. Lúc này mấy người Dương Bách Xuyên đều nhìn theo anh, quan sát xem sau khi Trần Trầm Hương bước lên khí độc cổ đạo sẽ xảy ra biến hóa gì. Nhưng bọn họ chỉ thấy trên người Trần Trầm Hương lóe lên ánh sáng màu vàng, đi thẳng về phía trước hơn 10 mét, bất kể là anh ta hay là khí độc cổ đạo đều không có gì thay đổi. Chúng ta cũng đi thôi. Xem ra cũng không có chuyện gì to tát. Dứt lời, Chiêm Khánh Nhân cũng bước lên khí độc cổ đạo. Tiểu Hòa Thượng và Hồ Tiên Nhi cũng nối gót Chiêm Khánh Nhân. Trái lại, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút lo lắng, gọi là khí độc cổ đạo nhưng lại không có gì xảy ra. Điều này rất vô lý, anh muốn ngăn cản mấy người Chiêm Khánh Nhân đợt một chút đã, nhưng không kịp nữa rồi, bọn họ đã bước lên khí độc cổ đạo. Bên cạnh Dương Bách Xuyên chỉ còn lại Mai Thi Dĩnh. Thấy Dương Bách Xuyên vẫn không di chuyển, ngược lại còn nhíu mày, cô lên tiếng hỏi, anh Dương sao vậy? Anh luôn có cảm giác có gì đó không đúng lắm, lý ra khí độc cổ đạo đã là khảo nghiệm thứ ba, nguy hiểm xuất hiện hẳn là nên mạnh hơn so với lôi điện cổ đạo và vũ phong cổ đạo, nhưng bây giờ lại không có bất cứ dấu hiệu nào khác thường,
điều này không phù hợp, thế nên anh mới lo lắng. Dương Bách Xuyên nói suy nghĩ của mình cho Mai Thi Dĩnh. Mai Thi Dĩnh dùng giọng điệu suy đoán nói, có thể là khí độc vẫn chưa xuất hiện, nhưng hiện tại nhìn qua thì dường như không có nguy hiểm gì, chúng ta cũng đi thôi, đến lúc đó thì cẩn thận một chút, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, ngọn lửa trong cơ thể em có thể thiêu cháy tất cả khí độc, mấy năm trước em đã thử qua rồi, cho dù thật sự có khí độc xuất hiện, em cũng có thể giúp anh. Ha ha, cái này thì không cần, được rồi, chúng ta cũng đi thôi, có lẽ là do anh nghĩ nhiều rồi. Dương Bách Xuyên đương nhiên là biết sự lợi hại của lửa thần phượng trong cơ thể Mai Thi Dĩnh, nếu trong khí độc cổ đạo có người trúng độc, chắc chắn Mai Thi Dĩnh sẽ là người đầu tiên. Lửa thần phượng của cô là một loại bệnh, đồng thời đây cũng là ưu thế của cô, ví dụ như trong khí độc cổ đạo, ưu thế của lửa thần phượng trong cơ thể cô sẽ được bày ra. Cho dù là khí độc xâm nhập vào cơ thể Mai Thi Dĩnh có mạnh đến đâu, e là không có gì mà lửa thần phượng không luyện hóa được. Hai người cũng bước theo trên khí độc cổ đại. Lúc đầu, Dương Bách Xuyên thực sự không phát hiện ra bất cứ điều gì, đừng nói đến độc, ngay cả khí anh cũng không hề thấy. Sau khi đi được khoảng chừng 10 mét, đột nhiên Dương Bách Xuyên hạ lệnh, anh quát lên, mau phong bế tất cả khiếu huyệt. Vừa rồi anh đã hỏi sư phụ Vân Thiên Tà, lão đầu chuyện gì xảy ra vậy, con cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nhìn rõ ở đây có khí độc không, vậy là sao nhỉ? Thằng nhóc thối, ai quy định khí độc thì nhất định phải nhìn thấy. Sư phụ Vân Thiên Tà nhắc nhở Dương Bách Xuyên một câu. Đúng thế, khí độc không nhất định là có thể nhìn thấy, nhất là ở Hắc Liên Sơn, khí độc có thể xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là loại bình thường. Lúc này, Dương Bách Xuyên chợt cảm thấy linh khí dồi dào quanh thân mình. Sự khác biệt duy nhất trên khí độc cổ đạo này chính là linh khí. Linh khí ở nơi này nồng đậm hơn rất nhiều so với mưa gió và lôi điện cổ đạo. Ban đầu bọn họ đều không chú ý tới, hấp thụ linh khí của đất trời là chuyện quá bình thường, cộng thêm nơi này là bí địa, vì vậy linh khí nồng đậm đối với họ mà nói thì đây là chuyện tốt. Vì thế trong lúc vô tình bọn họ đã hấp thu rất nhiều linh khí từ khí độc cổ đạo vào trong cơ thể. Bị một câu, khí độc không nhất thiết phải nhìn thấy, của sư phụ Vân Thiên Tà nhắc nhở. Ngay lập tức Dương Bách Xuyên nghĩ đến khí độc vô hình nhưng lại tồn tại trong linh khí của đất trời. Cẩn thận cảm thụ lại, Dương Bách Xuyên phát hiện đúng là linh khí ở khí độc cổ đạo khác với linh khí mà anh đã hấp thu lúc tu luyện. Ngày thường, bọn họ hấp thụ tinh khí của đất trời, bởi vì thuộc tính khác nhau nên đã có xung khắc, đây cũng là lý do vì sao lúc tu luyện cần phải vận chuyển công pháp để luyện hóa linh khí. Mà linh khí hấp thu ở khí độc cổ đạo lại hết sức êm dịu. Có chút không giống với linh khí thường ngày, lúc hấp thu cũng không hề cảm giác được bùng nổ. Anh thử vận chuyển công pháp để thử nghiệm, lúc này mới phát hiện đây căn bản không phải là linh khí. Khí độc. Là khí độc. Hóa ra ngay từ đầu đã có khí độc rồi, chỉ là bọn họ không phát hiện ra mà thôi, hoặc là nói tất cả đều bị lừa rồi. Là một loại khí độc có thể giả trang. Bây giờ anh cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Vậy nên Dương Bách Xuyên đã nói với mọi người phải lập tức phong bế tất cả các khiếu huyệt trên người lại, không được hấp thụ nữa. Sau khi Dương Bách Xuyên hô lên, đám người đang đi phía trước, Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng, Trần Trầm Hương, Hồ Tiên Nhi hoàn toàn không có phản ứng, giống như là không hề nghe thấy lời anh nói, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trái tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, anh có một dự cảm xấu, trong lòng thầm nghĩ, không phải bốn người họ đã trúng chiêu rồi đó chứ. Chỉ còn anh và Mai Thi Dĩnh hiện tại vẫn hoàn hảo. Cho dù trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã hấp thu vào rất nhiều khí độc, nhưng sau khi nhìn bốn người kia không có phản ứng, anh cũng không để ý tới họ nữa, vội vã luyện hóa khí độc trong cơ thể mình. Ngay lập tức, vẻ mặt của Mai Thi Dĩnh thay đổi, anh Dương, có phải do linh khí không? Đúng, đừng hấp thụ nữa, đây căn bản không phải là linh khí mà là độc khí, em mau luyện hóa đi. Dương Bách Xuyên vừa luyện công vừa nói với Mai Thi Dĩnh. Điều khiến Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là, Mai Thi Dĩnh nói với anh, em đã luyện hóa rồi, Dương Bách Xuyên em giúp anh. Lời của Mai Thi Dĩnh làm Dương Bách Xuyên giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã nắm lấy tay anh. Giây sau, Dương Bách Xuyên chỉ cảm nhận được có một lực lượng nóng như lửa đốt đang truyền qua cổ tay vào trong cơ thể. Anh biết đây là sức mạnh của lửa thần phượng trên người Mai Thi Dĩnh.
nếu không phải có Mai Thi Dĩnh khống chế thì Dương Bách Xuyên quả thật là không dám chạm vào ngọn lửa thần phượng này. May mà còn có cô, mặc dù sau khi tiến vào cơ thể sẽ cảm thấy vô cùng nóng, nhưng cũng không làm hại được tới anh. Sau 10 hơi thở, lửa thần phượng được Mai Thi Dĩnh rót vào đã thiêu cháy, luyện hóa toàn bộ khí độc trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Phương pháp nhanh như vậy thực sự khiến Dương Bách Xuyên bị sốc. Mặc dù nếu không có Mai Thi Dĩnh giúp đỡ thì anh cũng có thể dùng bình càn khôn tạo hóa quyết để luyện hóa toàn bộ khí độc, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh bằng cô. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng đồng thời hiểu rõ, vì sao Tửu Tiên lão đầu lại tìm năm yêu nghiệt tới giúp anh đi tới Động Hắc Liên, có lẽ Tửu Tiên lão đầu nhìn chúng chính là những sức mạnh khác nhau của bọn họ, có thể phát huy tác dụng ở bốn khảo nghiệm của núi Hắc Liên. Được rồi, anh Dương, anh cảm thấy thế nào? Lúc Dương Bách Xuyên đang ngây người thì Mai Thi Dĩnh đã hỏi anh. À rất tốt, khí độc trong cơ thể đã hoàn toàn được thanh tẩy, cảm ơn. Dương Bách Xuyên nói. Chúng ta không cần phải khách sáo với nhau đâu, lúc trước anh đã giúp em đi qua lôi điện mà. Nói xong, hai người đều nhìn nhau cười. Lúc này trong mắt của Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh không mang khăn che mặt cười lên rất giống với chị Mai Hoạt Bát, nụ cười của cô rất mê người. Chiếc khăn sau khi bị gió lốc thổi bay đi ở Vũ Phong cổ đạo, đã để lộ ra gương mặt của cô. Đi thôi, chúng ta đuổi theo xem bốn người bọn họ thế nào rồi, anh nghĩ bọn họ đã trúng kế rồi, cũng may mà chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không thì hấp thụ loại độc vô hình này vào, chúng ta cũng sẽ bị lừa như họ. Dương Bách Xuyên vẫn còn đang khiếp sợ. Quả thật lần này, nếu không phải anh cảm thấy không đúng mà đi hỏi sư phụ, loại khí độc này tích tụ lâu ngày khó tránh khỏi sẽ bạo phát ra. Đến lúc đó cũng không biết được sẽ có hậu quả thế nào. May mà bên cạnh còn có lửa thần hoàng của Mai Thi Dĩnh mới có thể luyện hóa loại bỏ khí độc dễ dàng như vậy. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh cách đám người Chiêm Khánh Nhân khoảng tầm 50 tới 60 mét, sau khi gọi trong vô vọng, hai người chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Về khí độc, chỉ cần phong bế khiếu huyệt trên toàn thân thì sẽ không tiến vào trong cơ thể được nữa, chỉ ít thì hiện tại anh và Mai Thi Dĩnh đã an toàn. Anh thầm nghĩ, đợi sau khi đuổi kịp bốn người kia, để Mai Thi Dĩnh giúp họ luyện hóa thanh tẩy khí độc là được rồi. Nhưng sau khi hai người đuổi kịp bọn họ, Dương Bách Xuyên phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Khí độc ở khu 3 không hề bình thường. Dương Bách Xuyên chạy tới phía trước, anh đuổi kịp Hồ Tiên Nhi đầu tiên. Cô Hồ đợi đã. Sau khi gọi Hồ Tiên Nhi không có bất cứ phản ứng nào, Dương Bách Xuyên đưa tay túm cô lại. Sau đó khi anh nắm lấy cổ tay Hồ Tiên Nhi, chỉ thấy cô nở nụ cười quỷ dị, sau đó đột nhiên tung trưởng về phía anh. Keng! Phụt! Không kịp đề phòng, trước ngực Dương Bách Xuyên đã trúng một trưởng của Hồ Tiên Nhi, anh phun ra một ngụm máu. Cô làm gì vậy? Mai Thi Dĩnh thấy Hồ Tiên Nhi đột nhiên đánh bay Dương Bách Xuyên, cô nhất thời la lên. Dương Bách Xuyên cũng ngẩn người, nhưng anh lại phát hiện Hồ Tiên Nhi dường như không đúng lắm. Trong mắt cô ngập tràn tia máu, trong lòng anh biết có lẽ Hồ Tiên Nhi đã trúng độc rồi. Ngay sau đó, Hồ Tiên Nhi cười lạnh nói, Hồ Tam, anh là cái thá gì, đàn ông của Hồ Tiên Nhi tôi nhất định phải là anh hùng thiên hạ, là người tài giỏi như anh Chiêm của phái Côn Luân, Hồ Tam anh chỉ là một con chó của nhà họ Hồ thôi, anh thì có tư cách gì mà theo đuổi, nghĩ cách để chơi tôi bao nhiêu lần, anh tưởng tôi không biết sao. Hôm nay tôi sẽ giết chết anh. Lúc này, khuôn mặt của Hồ Tiên Nhi trở nên điên cuồng, lần nữa xông về phía Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên quả thực có chút không hiểu nổi, Hồ Tam gì cơ? Xem ra Hồ Tiên Nhi đã xem anh thành Hồ Tam gì đó rồi. Mặc dù không hiểu nhưng Dương Bách Xuyên có thể nghĩ được, trạng thái hiện tại của Hồ Tiên Nhi liên quan tới khí độc, rất có khả năng người bị trúng độc sẽ khơi gợi sát nghiệp, đủ các loại ý nghĩ từ sâu bên trong nội tâm, hoặc là nói, Hồ Tiên Nhi đã mất đi ý thức rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên lại chấn động, nếu Hồ Tiên Nhi đã thế này rồi, vậy ba người Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, Trần Trầm Hương thì sao? Nếu cả bốn người đều giống như Hồ Tiên Nhi thì sẽ rắc rối lớn, lẽ nào bọn họ phải tự chém giết lẫn nhau sao? Nhiều khi, lo lắng điều gì thì điều đó sẽ tới, Dương Bách Xuyên sợ ngoại trừ Hồ Tiên Nhi bị mất đi ý thức thì ba người Chiêm Khánh Nhân cũng vậy. Kết quả là, nghĩ cái gì là cái đó thành hiện thực. Khi Hồ Tiên Nhi đang chuẩn bị lao về phía anh, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân, Tiểu Hòa Thượng và Trần Trầm Hương,
ba người bọn họ giống như là kẻ giết người bị quấy rối mà tỉnh dậy, đột nhiên cả ba xoay người lại. Từ ánh mắt của ba người họ, Dương Bách Xuyên nhìn thấy ngập tràn tia máu. Chứng tỏ ba người bọn họ cũng bị trúng độc mất đi ý thức giống hệt Hồ Tiên Nhi. Vừa chớp mắt đã lao vọt về phía này, mục tiêu không phải anh và Mai Thi Dĩnh thì còn ai vào đây nữa. Dương Bách Xuyên giật giật khóe miệng, đối mặt với một mình Hồ Tiên Nhi thôi anh còn không dám nặng tay, dù sao thì Hồ Tiên Nhi cũng bị khí độc mê hoặc. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên cũng không thể mặc kệ được, hiện tại trong mắt Hồ Tiên Nhi, anh chính là Hồ Tam gì gì đó, nghe ý của Hồ Tiên Nhi, Hồ Tam là người muốn theo đuổi cô. Hơn nữa anh ta còn dùng thủ đoạn không sạch sẽ gì để theo đuổi Hồ Tiên Nhi, vì thế trong lòng cô, Hồ Tam chính là kẻ đáng chết. Hoặc là nói, Dương Bách Xuyên đáng chết. Lúc đầu là do anh không chuẩn bị nên mới ăn một chưởng của Hồ Tiên Nhi phun cả máu, lần này anh không thể chịu thiệt nữa. Đối mặt với chưởng thứ hai đánh tới, anh cảm nhận được sức mạnh cường đại, Dương Bách Xuyên dùng tay phải nhưng lại sợ làm Hồ Tiên Nhi bị thương nên không sử dụng trích tinh thủ. Hiện tại anh đã làm trúc cơ kỳ đỉnh phong, mà khoảng cách với anh và Hồ Tiên Nhi chỉ kém một bước, vậy nên anh vẫn phải cẩn thận khi đối phó với Hồ Tiên Nhi. Cho dù là không dùng tới trích tinh thủ thì vẫn có thể chế trụ được cô. Cùng lúc đó, trong lúc xuất thủ, trên tay trái của anh thoáng cái đã xuất hiện ba cây ngân châm. Trong cơ thể Hồ Tiên Nhi có khí độc, cách duy nhất chính là phong ấn chân nguyên trong cơ thể cô, không động được chân nguyên sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Đây cũng xem như là một lần liều mạng với cô. Keng! Trong tiếng vang lớn, Dương Bách Xuyên không hề bị thương, còn cơ thể Hồ Tiên Nhi lại lảo đảo lùi về sau mấy bước. Lợi dụng thời cơ, ngân châm của Dương Bách Xuyên bay về phía Hồ Tiên Nhi. Giây tiếp theo, cơ thể Hồ Tiên Nhi run lên, hành động cũng chậm lại. A! Đúng lúc này, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng thét chói tai của Mai Thi Dĩnh. Anh vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu hòa thượng Liễu Phàm đang đánh nhau với Mai Thi Dĩnh từ lúc nào, cậu ta đã đả thương Mai Thi Dĩnh. Điều làm cho anh ngẩn người hơn là, Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương đang đánh nhau. Anh và Hồ Tiên Nhi chỉ đánh nhau trong chốc lát, thì ở đây đã rối tung lên. Vốn dĩ anh còn cho rằng ba người Chiêm Khánh Nhân đã đánh anh đầu tiên, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Lần này... Dương Bách Xuyên cũng xem như có thêm nhận thức mới về khí độc cổ đạo đúng là không hề đơn giản. Lúc lao tới chỗ tiểu hòa thượng Liễu Phàm để giúp đỡ Mai Thi Dĩnh, bên tai anh nghe được tiếng hung dữ của Trần Trầm Hương nói Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên, chị Mai là của tôi, anh dựa vào cái gì mà tranh giành với tôi? Tôi giết chết anh. Trong tiếng gầm lên giận dữ, Trần Trầm Hương lao vào công kích Chiêm Khánh Nhân. Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì chút suýt nữa đã ngã quỵ. Rất rõ ràng, Trần Trầm Hương coi Chiêm Khánh Nhân là anh, đây là uy lực của khí độc. Trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, khóe mắt anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Mai Thi Dĩnh, cô cũng nghe được lời của Trần Trầm Hương. Ngay lúc này, hai người lại nghe được tiểu hòa thượng trầm giọng nói với Mai Thi Dĩnh, yêu nữ, tiểu tăng là người xuất gia, đừng mơ tưởng dùng sắc đẹp để mê hoặc ta, mày cho là mày không mặc quần áo sẽ mê hoặc được tiểu tăng sao? Hừ, đúng là nực cười. Hôm nay ta sẽ giết con yêu nữ nhà mày, xem chiêu. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, ở trong mắt tiểu hòa thượng, Mai Thi Dĩnh đã trở thành ma nữ dụ dỗ cậu ta phạm giới, điều khiến buồn cười nhất chính là tiểu hòa thượng nhìn Mai Thi Dĩnh khỏa thân. Điên rồi, điên hết rồi. Dương Bách Xuyên kêu thầm. Có điều, hiện tại anh cũng chỉ có thể toàn lực đối phó. Nhìn kết ấn trong tay tiểu hòa thượng. Thiên cương Phật Đà Châu trong tay cậu ta quẳng về phía Mai Thi Dĩnh, Dương Bách Xuyên giật mình, anh biết rõ thiên cương Phật Đà Châu của tiểu hòa thượng có uy lực thế nào. Xét về cấp độ của pháp bảo, e rằng không hề thua kém gương côn luân của Chiêm Khánh Nhân, trong tay Mai Thi Dĩnh cũng có thanh hồng của phái Nga Mi, nhưng không chắc là có thể ngăn cản được đòn tấn công của thiên cương Phật Đà Châu. Vụt! Đương nhiên Mai Thi Dĩnh sẽ không ngồi chờ chết. Cô rút kiếm thanh hồng bổ thẳng về phía thiên cương Phật Đà Châu của tiểu hòa thượng. Chỉ thấy kiếm thanh hồng của Mai Thi Dĩnh và thiên cương Phật Đà Châu của tiểu hòa thượng cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một xanh một trắng vô cùng chói mắt. Trong tiếng vang nặng nề, hai người cùng lùi về phía sau, trên khóe miệng của Mai Thi Dĩnh cũng xuất hiện vệt máu.
Điều khiến Dương Bách Xuyên hoảng sợ hơn là bởi vì khí thức trên người Mai Thi Dĩnh đã trở nên hỗn loạn, đây là dấu hiệu cho thấy huyết mạch thần phượng của cô sắp mất đi áp chế. Dĩnh Nhi, nhanh đi điều chỉnh hơi thở, tiểu hòa thượng giao cho anh giải quyết. Dứt lời, anh đã dùng trích tinh thủ lao về phía tiểu hòa thượng, giống như đối phó với Hồ Tiên Nhi, tay trái của anh lấy ngân châm từ trong không gian càn khôn, chỉ có điều anh dùng 6 cây ngân châm với tiểu hòa thượng, nhiều hơn gấp đôi khi phong ấn Hồ Tiên Nhi. 3 ngân châm để phong ấn chân nguyên, 3 ngân châm còn lại dùng để hạn chế hành động của tiểu hòa thượng. Anh làm như vậy là bởi vì tu vi của tiểu hòa thượng cao hơn Hồ Tiên Nhi. Là một thầy thuốc tu chân, đương nhiên Dương Bách Xuyên biết, một khi áp chế tiểu hòa thượng lại, anh nên hạ châm xuống nơi nào để phong ấn. Một kích trích tinh thủ của Dương Bách Xuyên đã dùng toàn lực, khi gần chạm tới thiên cương Phật Đà Châu của tiểu hòa thượng, dưới chân khẽ động dùng chỉ xích thiên nhai công, lập tức xuất hiện bên cạnh Liễu Phàm, tay trái của anh vung lên, đâm 6 cây ngân châm vào trong cơ thể tiểu hòa thượng. Ngay lập tức, ánh sáng từ chuỗi hạt thiên cương Phật của tiểu hòa thượng mờ đi, còn bản thân cậu ta thì đứng yên bất động. Dương Bách Xuyên nghĩ, thật ra anh có thể thuận lợi phong ấn tiểu hòa thượng lại là nhờ cuộc đối đầu trước đó của Mai Thi Dĩnh và tiểu hòa thượng. Từ một góc độ nào đó, có thể nói Dương Bách Xuyên đã thành công đánh lén tiểu hòa thượng, công thêm thân pháp chỉ xích thiên nhai không mới có thể phong ấn được tiểu hòa thượng chỉ trong một lần. Sau khi giải quyết xong tiểu hòa thượng, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên đã không thấy bóng dáng của Chiêm Khánh Ngân và Trần Trầm Hương đâu nữa, hai người bọn họ đã chạy ra khỏi khí độc cổ đạo rồi. Lúc này, Dương Bách Xuyên đi tới cạnh Mai Thi Dĩnh, anh phát hiện toàn thân cô đang run rẩy, giống như đang tận lực áp chế sức mạnh thần phượng bên trong cơ thể. Anh lập tức rút ngân châm ra, tạm thời áp chế huyết mạch thần phượng của Mai Thi Dĩnh. Mai Thi Dĩnh mở mắt nói với anh, cảm ơn anh Dương. Trước tiên khoan cảm ơn, tình huống trong cơ thể em không ổn, ngân châm của anh chỉ có thể tạm thời áp chế huyết mạch thần phượng. Chúng ta nhanh đi thôi, rời khỏi khí độc cổ đạo rồi chị thương. Vừa nói chuyện, Dương Bách Xuyên vừa đỡ Mai Thi Dĩnh dậy. Ngay sau đó, hai tay anh túm lấy tiểu hòa thượng và Hồ Tiên Nhi, bốn người bước nhanh về phía trước. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên xách theo tiểu hòa thượng và Hồ Tiên Nhi đang bị phong ấn. Cuối cùng thì bọn họ cũng xông ra khỏi khí độc cổ đạo, lần này, sau khi ra ngoài cũng không nhìn thấy bậc thềm nữa, mà là xuất hiện một sân rộng chừng mấy trăm mét vuông. Một cánh cửa được xây dựng trên một ngọn núi cao của quảng trường. Dương Bách Xuyên và Mai Thi Dĩnh cảm thấy kỳ lạ ở chỗ, nơi này vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương đâu, cũng không biết hai người họ đánh nhau tới tận đâu rồi. Lúc này, Dương Bách Xuyên thả tiểu hòa thượng và Hồ Tiên Nhi xuống. Hiện tại anh nhất định phải giúp Mai Thi Dĩnh áp chế sức mạnh thần phượng trong cơ thể. Tình huống của Mai Thi Dĩnh đã rất tồi tệ, có lẽ là do liên tục sử dụng sức mạnh thần phượng, cộng thêm đánh nhau với tiểu hòa thượng, dẫn tới bị cắn trả. Ngân châm của anh chỉ có thể áp chế được trong thời gian ngắn, một khi sức mạnh thần phượng của Mai Thi Dĩnh bộc phát ra ngoài, hậu quả đúng là không thể lường được, thậm chí còn có thể khiến cô nguy hiểm tới tính mạng, đây là điều mà Dương Bách Xuyên không muốn nhìn thấy. Vừa lo lắng tới điều này Mai Thi Dĩnh bên cạnh đã phun ra một ngụm máu, ngã quỵ trên mặt đất. Dĩnh Nhi, em làm sao vậy? Dương Bách Xuyên bị dọa sợ, anh vội vàng đỡ cô dậy, sau đó vận chuyển chân khí để kiểm tra thử, quả nhiên là sức mạnh thần phượng trong cơ thể cô đã bắt đầu lan rộng diện tích phản phệ. Em vẫn có thể chống đỡ được. Mai Thi Dĩnh cố nhịn nói. Em khoanh chân ngồi xuống đây, yên tâm anh sẽ giúp em chữa khỏi. Em cố gắng dùng tinh lần lực để áp chế, đừng vận công. Dương Bách Xuyên dặn dò cô một tiếng, anh vung tay lên, ba linh thú lần lượt xuất hiện. Trồn Nhi, Hầu Đậu Đậu và Vượng Tử. Trồn Nhi, bọn mày trông chừng Hồ Tiên Nhi và Tiểu Hòa Thượng giúp tao. Dương Bách Xuyên giao phó cho ba linh thú, không còn cách nào khác, nơi này quá mức quỷ dị, Chiêm Khánh Nhân và Trần Trầm Hương mất tích, hiện tại anh cần phải trị thương cho Mai Thi Dĩnh, không có hộ pháp không được. Dương Bách Xuyên vẫn luôn nhốt ba linh thú trong không gian càn khôn, lúc này anh cũng không quan tâm liệu có bị mọi người phát hiện ra bí mật trên người hay không. Thế nên anh đã thả ba linh thú ra ngoài để hộ pháp. Ba đầu linh thú đã bị nhốt khó chịu ở không gian bình càn khôn từ lâu, vừa ra ngoài đã chi chi kêu lên, cũng đương nhiên có thể nghe hiểu lời nói của Dương Bách Xuyên. Trong ba con linh thú, con trồn có tâm trí cao nhất,
Hầu Đậu Đậu thứ hai và Vượng Tử xem như sau này mới gia nhập đội ngũ, so sánh với con trồn và Hầu Đậu Đậu thì đương nhiên vẫn còn kém, nhưng đối với việc nghe hiểu lời nói của Dương Bách Xuyên cũng không thành vấn đề. Chi chi. Vượng vượng. Ba con linh thú nhận được mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên, lần lượt đáp lại. Lập tức, Dương Bách Xuyên không để ý tới nữa. Vội vàng lấy châm bạc trước tiên phải củng cố sức mạnh thần phượng trong cơ thể của Mai Thi Dĩnh để không bị cắn trả. Sau khi 72 châm M Dương Ngũ Hành châm theo bàn tay đâm xuống, tình trạng trong cơ thể Mai Thi Dĩnh cuối cùng cũng ổn định. Thế nhưng Dương Bách Xuyên biết đây chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, một khi Mai Thi Dĩnh có những cảm xúc kích động giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt thì bệnh trạng vẫn sẽ tái phát. Hoặc là sử dụng chân nguyên quá mức cũng sẽ làm cho máu thần phượng của cô phản vệ lại lần nữa. Chỉ là tạm thời không sao mà thôi. Muốn triệt để chữa trị vấn đề huyết mạch thần phượng trong cơ thể Mai Thi Dĩnh, Dương Bách Xuyên cần luyện chế đan dược. Nhưng anh không muốn để cho người khác biết bí mật của mình, nhìn Mai Thi Dĩnh còn đang điều dưỡng, mà Hồ Tiên Nhi và Tiểu Hòa Thượng đã bị anh phong bế cầu khiếu huyệt, chỉ có thể ở tại chỗ. Dương Bách Xuyên nhìn xung quanh, ở một góc quảng trường thật lớn gần như có một chỗ thích hợp luyện đan. Anh chuẩn bị đi qua lấy lò luyện đan thái thượng ra để luyện đan cho Mai Thi Dĩnh, đơn giản lần này đã giải quyết triệt để vấn đề của Mai Thi Dĩnh. Đối với huyết mạch thần phượng của Mai Thi Dĩnh, sư môn Nga Mi của cô đã hiểu sai phẩm chất của nó rồi, nhưng đối với tu chân giả như anh cũng không phải vấn đề lớn. Không còn cách nào, ai bảo Dương Mỗ có sư phụ châu bò như thế chứ, có rất nhiều truyền thừa tồn tại, tu chân y đạo, trận pháp luyện đan. Đều từng được nghiên cứu. Chỉ cần luyện thành đan dược thì vấn đề huyết mạch thần phượng của Mai Thi Dĩnh đã có thể dễ dàng giải quyết. Quan trọng hơn là Dương Bách Xuyên có thể làm cho Mai Thi Dĩnh sở hữu và khống chế huyết mạch thần phượng của cô, sau này sẽ hoàn toàn trở thành một võ cổ giả thân mang huyết mạch thần phượng có tiềm lực cường đại, hoặc có thể nói là tu chân giả. Trong phương án điều trị của Dương Bách Xuyên sẽ có một bước là công pháp cải thiện, là do sư phụ Vân Thiên Tà đề nghị, bởi vì thể chất của Mai Thi Dĩnh thích hợp. Vậy thì sau này Mai Thi Dĩnh chính là tu chân giả. Dương Bách Xuyên vẫn luôn thấy áy náy với cái chết của chị Mai là chị gái của Mai Thi Dĩnh, cho nên anh không tiếc dốc hết vốn liếng để điều trị cho Mai Thi Dĩnh. Sau khi đứng dậy, anh gọi Vượng Tử đi theo bên người, đi thẳng đến một góc của quảng trường, ở quảng trường này theo hai hướng đông nam, một mặt to lớn như tấm bia đá, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đến phía sau khối tấm bia đá này luyện đan. Dù sao linh dược luyện đan trong tay anh có chính là cỏ huyền băng, hơn nữa trong tay anh vốn cũng đủ một phần linh dược luyện chế đan dược cho Mai Thi Dĩnh. Chuẩn bị luyện chế đan dược gọi là đan niết bàn, dựa theo lời sư phụ nói, đan niết bàn thật sự chính là do gia tộc thần phượng từ tu chân giới lưu truyền ra phương pháp đan, hiện giờ đúng lúc thích hợp với Mai Thi Dĩnh. Thật đúng là nói không chừng, tổ tiên Mai Thi Dĩnh cũng có liên quan đến gia tộc thần phượng của tu chân giới. Đứng ở khoảng cách xa, Dương Bách Xuyên cũng không nhìn thấy trên tấm bia đá có cái gì, đi tới trước mặt mới phát hiện, trên tấm bia đá lại không được ghi chép văn tự gì mà trên đó khắc một đầu yêu thú mà anh không biết. Con yêu thú này trông rất sống động, vừa nhìn giống như một con chó, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, trên đỉnh đầu mọc một cặp râu cong cong, hơn nữa sau lưng có cánh chim. Ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong ánh mắt dường như tràn ngập một sự không cam lòng. Kiểu bộ dáng này giống như đang nguyền rủa ông trời bất công, đương nhiên đây cũng chỉ là ảo giác của Dương Bách Xuyên. Anh lắc đầu không để ý tới chân dung yêu thú trên bia đá, vòng ra sau tấm bia đá. Toàn bộ tấm bia đá cao ước chừng 8-9 thước, chiều rộng khoảng 3 thước, rất lớn, dù sao cũng đủ che đậy để cho Dương Bách Xuyên luyện đan. Anh lấy lò luyện đan thái thượng từ không gian bình càn khôn ra, Dương Bách Xuyên như quen việc dễ làm bắt đầu luyện hóa linh dược. Từng gốc cây linh dược được tinh chế hoàn thành. Cuối cùng Dương Bách Xuyên dựa theo phương pháp luyện chế đan thiên nguyên lần trước cộng thêm một giọt nước sinh mệnh và tinh huyết của mình để cho vào. Nước sinh mệnh và bản thân tinh huyết gia nhập vào làm cho trong lò luyện đan thái thượng nặng nề rung động, trải qua một lần kinh nghiệm, Dương Bách Xuyên biết đây là chuyện bình thường, nước sinh mệnh và tinh huyết chỉ làm cho cấp đan dược tăng lên. Tiếp theo sẽ thành đan thủ ấn, đối với Dương Bách Xuyên hiện tại vẫn là có chút khó khăn. Bởi vì đan niết bàn đã thuộc về cấp đan dược trung cấp, đan thành thủ ấn cần 360 thủ đoạn, đây là thủ đoạn chỉ có kim đan kỳ mới có thể thi triển, nhưng chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên nhiều hơn so với người khác, cũng do đan thiên nguyên bổ sung chân khí, anh nghĩ chắc cũng đủ để chịu đựng.
Một khi bắt đầu thủ quyết thành đan thì không thể dừng lại, nếu không toàn bộ lò đan dược đều báo phế kết quả. Miệng Dương Bách Xuyên hô một viên đan thiên nguyên bắt đầu làm thủ quyết thành đan, ban đầu rất thuận lợi, hai tay anh bay múa một hơi đánh ra 320 thủ ấn tay. Lúc này anh mới thong thả xuống, linh khí trong cơ thể cũng không còn nhiều lắm, vội vàng nuốt đan thiên nguyên vào trong miệng, tức thì, linh khí to lớn của đan thiên nguyên ở trong cơ thể hóa khai bổ sung chân khí, giúp anh chịu đựng tiếp tục đánh ra thủ ấn. Chỉ là tốc độ đã chậm lại, nhưng cuối cùng, Dương Bách Xuyên cũng thở ra một hơi, chỉ còn 40 thủ ấn thành đan, linh khí của một viên đan thiên nguyên cũng đủ. Nhưng càng đến cuối cùng càng khó khăn, một tay đánh thủ ấn ra ngoài, cả người Dương Bách Xuyên cũng giống như bị nước mưa làm ướt. Rất mệt nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Một giờ sau, cuối cùng cũng hoàn thành thủ ấn thành đan cuối cùng. Thành đan. Dương Bách Xuyên phun một ngụm máu tươi lên lò luyện đan, sau đó một chưởng mở lò luyện đan ra. Ầm. Trong nhát mắt nắp lò luyện đan mở ra, một tiếng ầm ầm vang lên, sáu luồng sáng màu trắng bạc lập tức bay ra lò luyện đan. Chính là sáu viên đan niết bàn. Mẹ nó, Dương Bách Xuyên không khỏi phát ra một tiếng thô tục. Anh biết càng là đan dược thượng phẩm thì càng có linh khí, lúc xuất lò sẽ tiếp tục tỏa linh khí còn lưu lại bay ra khỏi lò luyện đan, mà tốc độ thường thường rất nhanh, không nghĩ tới lần này sáu viên đan niết bàn, tốc độ bay ra lò luyện đan vượt xa tưởng tượng của anh, hoàn toàn không có đủ thời gian chuẩn bị thu đan. Trong lúc vội vàng, Dương Bách Xuyên chỉ có thể dốc toàn lực đi thu đan dược. Nhưng điều khiến anh buồn bực chính là sáu viên đan dược đi ra bốn phía như nở hoa. Anh hừ lạnh, hai tay chộp điều động linh khí trong cơ thể, chộp về phía ba viên đan niết bàn gần nhất. Trong nháy mắt nắm lấy ba viên, có ba viên bay về các phương hướng khác nhau. Lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng kêu của Vượng Tử. Vượng Vượng! Chỉ thấy Vượng Tử nhào tới một ngụm nuốt vào một viên đan dược. Chi chi. Chi chi. Ngay sau đó con trồn và hầu đậu đậu không ngờ cũng đi ra, trong tiếng kêu chi chi, hai đầu linh thú phân biệt đuổi theo hai viên đan dược khác. Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên rất vui mừng, càng phải lên tiếng khen ngợi ba đầu linh thú, nhưng sau một khắc, sắc mặt anh liền trầm xuống. Chỉ thấy sau khi ba đầu linh thú làm được việc, cả đám làm ra hành động thè lưỡi liếm miệng. Rất hiển nhiên ba đầu linh thú đã nuốt ba viên đan niết bàn vào. Căn bản cũng không phải là cho chủ nhân như anh đuổi theo đan dược, mà là sau khi ba đầu linh thú ngửi được dược hương của đan niết bàn nên nhịn không được xông ra cướp thức ăn. Dương Bách Xuyên sững sờ nhìn ba đầu linh thú, nửa ngày sau anh gào thét, a ba đứa chúng mày là thứ phá của đan dược của tao mà. Đan niết bàn là đan dược tầm trung, cũng là đan dược được lựa chọn đầu tiên để điều hòa huyết mạch trong cơ thể. Một lò anh cũng chỉ luyện ra được 6 viên, hiện tại bị ba đầu linh thú trong nháy mắt nuốt chửng hết 3 viên. Giờ khắc này, trái tim Dương Bách Xuyên đang nhỏ máu, linh thú trước mắt sử dụng đan niết bàn thật có chút lãng phí. Còn lại 3 viên đan niết bàn, anh không biết có đủ cho Mai Thi Dĩnh điều trị huyết mạch hay không. Sắc mặt Dương Bách Xuyên xanh mét, ba đầu linh thú cũng biết mình đã gây họa, một đám ỉu xìu xuống giống như là đứa trẻ phạm sai lầm. Cảnh tượng này làm cho Dương Bách Xuyên vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng thở dài nói thôi, ba đứa xúc sinh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đây cũng coi như là ý trời, hy vọng là tạo hóa của chúng mày. Bất cứ lúc nào thì linh thú cuối cùng vẫn là thú, hơn nữa ba đầu linh thú đều tuy nói là ấu thú, dược hương của đan dược đan niết bàn tỏa ra làm cho ba đầu linh thú nhịn không được tới đây cũng coi như là có thể tha thứ. Dương Bách Xuyên nói xong thì thu hồi lò luyện đan thái thượng, đi về phía Mai Thi Dĩnh. Lúc này Mai Thi Dĩnh vẫn đang điều trị, Tiểu Hòa Thượng và Hồ Tiên Nhi vẫn đứng ở một bên. Lập tức, Dương Bách Xuyên lấy một viên đan niết bàn đút vào trong miệng Mai Thi Dĩnh, khoanh chân ngồi ở phía sau cô, hai tay dán ở sau lưng Mai Thi Dĩnh, giúp Mai Thi Dĩnh điều trị huyết mạch trong cơ thể, M Dương Ngũ Hành Châm đã sớm vào vị trí liền mở ra hiệu quả của đan niết bàn. Không hề bất ngờ, huyết mạch trong cơ thể Mai Thi Dĩnh lần này sẽ được giải quyết triệt để. Từ nay về sau cô sẽ chuyển hóa lực thần phượng khống chế bản thân. Sau khi Mai Thi Dĩnh phát hiện, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Dương Bách Xuyên nói, đây là đan dược tôi đặc biệt luyện chế cho cô, chuyên tâm luyện hóa, tôi sẽ truyền thụ cho cô một bước công pháp khống chế lửa thần phượng trong cơ thể,
nên dụng tâm lĩnh hội. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, trong lòng Mai Thi Dĩnh rất cảm động, nhưng lúc này dược lực to lớn của đan niết bàn đã hóa giải trong cơ thể, cô cũng chỉ có thể áp chế cảm kích chuyên tâm luyện hóa dược lực. Đồng thời, sau khi trong tai cũng nghe được miệng Dương Bách Xuyên truyền đến từng câu khẩu quyết công pháp kỳ lạ, bất chi bất giác Mai Thi Dĩnh vận chuyển lên. Một đoạn khẩu quyết truyền thụ hoàn thành, vốn dĩ hai tay Dương Bách Xuyên dán ở sau lưng Mai Thi Dĩnh trợ giúp cô khơi thông linh khí huyết khí, nhưng đảo mắt anh đột nhiên mở hai mắt, hai tay giống như bị cơn nóng truyền đến, vội vàng giựt tay khỏi lưng Mai Thi Dĩnh, hoảng sợ nhảy xa. Đúng lúc này chỉ thấy toàn thân Mai Thi Dĩnh đều toát ra ngọn lửa đỏ thẫm. Chíp! Ngay sau đó đột nhiên một con phượng hoàng đỏ thẫm từ trên đỉnh đầu của Mai Thi Dĩnh bay ra, phát ra một tiếng kêu vang dội. Là hư ảnh một con phượng hoàng chìm trong ngọn lửa. Nhưng nó lại có khí thế uy áp phô thiên cái địa, khiến Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy tim đập nhanh, không nhịn được mà lùi về sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.